chỉ có cái số Bắc Đinh à. Đây rồi, đâu để tôi gọi cho thằng thằng Will coi. Thôi quá không vô được, mẹ mày, đồ đạc nó hư hết, đồ đạc nó hư không sót cái gì. GTA hôm nay im đến lạ thường. Mẹ mày không thấy thằng Will đâu nhờ. Will đang cót à. Ấy da, điện thoại nó có tiếp nè. Anh em của tôi chắc điện thoại mày cút đâu hết rồi nhờ. Sắp vô đồn vậy nên mới phải thằng này thằng kia chứ. Danh sách phương tiện. Ồ, điện thoại mày quên nữa. Đợt trước điện thoại mày cái chỗ mà gọi là phương tiện, tôi còn chiếc xe trong đó tôi chưa chuột ra nữa. Em gái ơi, em gái. Nghe bạn ơi, nghe em, em gái cho anh hỏi là cái chỗ mình đi lấy xe ở đâu nhờ em gái nhờ. Lấy xe là sao trai? À, xe anh bị xe anh bị thất thu quá. Anh thấy nghe ông rồi, nó bảo hiểm đằng kia. Xe đó, anh trai ơi. Anh thấy ông? Ờ, anh thấy nó ông rồi, bảo hiểm. Nó ông đó là ông cho anh lại, anh nói ông là anh cần chuột xe đi. À, là ông là cái. Ông là nhân viên ở chỗ á. Tini là nhân viên á, Mà hình bà nó đứng nó nãy giờ anh thấy nó không nhúc nhích luôn á. Ông mới đứng à, mới đi ấy nhìn. Nó tên gì em gái? Tini. Tini. Còn em gái tên gì? À, Timo à. Timo dễ thương. Anh lên hỏi lẹ đi, đi nữa giờ. Dạ, rồi rồi rồi. Nhưng mà ví dụ như Tini mà không biết chỗ Timo dẫn anh đi được không? Em không biết luôn hả? À, rồi anh cảm ơn Timo nhiều nha. Tini ơi. Tini. À, mình muốn đi lấy xe á, bạn hình như là bạn bên chỗ xe đúng không? Này à, Tam à. Tam đây, Tam đây, Tam đây. Sao Tam? Tam bị có chiếc xe bị kẹt trong kia á. À, rồi rồi. Tam, Tam muốn lấy á. Rồi vậy em chạy qua inbound đi. Inbound là chỗ nào? Xin đi. Inbound là chỗ nào? Tên đi cho anh cho cái mình cái CVS được không? Chỗ lá cờ màu tím anh. Nhưng mà lại đó thì xác mà anh á. Lại đó thì anh Tam gặp ai để lấy xe? Gặp em luôn anh Tam. Thì em thì mày đi với tao đi chứ mình kêu tao chạy qua đó để làm gì? Thì em đang ngồi trên xe anh mà. Dạ rồi ok. Là sao nữa? Tự nhiên mày kêu mày chỉ tên là chỗ xanh lá cây mà sao tao thấy mày đi chỗ nào ấy chứ. Rồi đây 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 lá cờ màu tím. Đây 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 đây. À. Rồi. Lâu quá anh Tam ta. À, ta anh có công chuyện dưới quê mà kiểu vợ con dưới mới cưới xong mà bây giờ em, có đưa tiền mở cửa khóa cửa gì không, có tiền vé gì không? Tiền phí này thôi. À, phí này phí, nói chung xe anh bị bao nhiêu tiền thì anh tự nộp mà. À còn lọc lá thì anh cho nhiêu cho 50.000 cũng được. Vậy thôi Tini lấy cho anh chiếc xe ra đi. Rồi CID anh như vậy. CID của anh là hình như là 10221. Hết tiền. Kuruma rồi. Đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi, Kuruma. Rồi 3.400 hay sao á. Trời ơi, tới 3.000 mấy như vậy. Thì trong này là phí 3.000 với thuế 15% nè. Rồi xong rồi. Rồi bây giờ ra đây lấy hả? Mà xe còn mới quá nha. Rồi, vậy thôi lên đi Tini.
Vậy à, vậy Tini chạy chiếc xe nay Black anh về đó đi. Anh cất luôn. Về đâu xe? Trời ơi gấp quá Tini, sao em gấp như vậy? Đây em cho Tini cái chìa khóa. Cái xe này kéo ATM cũng được luôn nè. Kéo ATM à. Nhưng mà mấy bữa anh đi ngay đâu thành phố dạo này lọ lắm không? Ủa sao anh không có chìa khóa xe này là sao? Là sao nữa, là phải xe anh vậy? Mẹ về xe anh mà, đây. Rồi rồi rồi, là đáng đâu nữa. Khùng 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 khùng. Chạy cẩn thận nha. Xe tôi mà nó nói xe ai đụng má chết à. Đó. Rồi 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 à. Tini ơi, Tini ơi vô trả xe cái Tini ơi. Ủa má, cầm xe mày lấy luôn nha thằng lồn. Ê ê, hai anh ơi, buông cái tay ra anh ơi. Gì em vậy? Buông cái tay ra. Sao vậy, sao vậy? Sao tự nhiên xe của, đang... xe của tôi anh lóc lóc gì vậy? Mẹ mày hai thằng lồn nó tay vậy. Em biết bạn đó không Tini? Cái gì anh? Hàng lồn nó ai vậy? Nè, nó đeo khẩu trang sao em biết được. Má, tôi lấy xe của anh. Rồi anh cảm ơn Tini nhiều nha Tini. Không có cho tiền em ăn cơm mà anh. Trời ơi, có nha. Rồi. Vườn này đã khó lắm ơi. Tiền cơm nước rồi ha, chiều chiều ha. Đúng rồi. Mà mấy lâu nay anh không lên, bây giờ nói chung thành phố nó cũng khác xưa nhiều anh ơi. Khác xưa à? Nó có cái gì khác hả? Đúng rồi. Nó có nhiều cái khác. Của em 327 đúng không? Đúng rồi anh. Rồi gửi em ít lọc lá ha. Rồi rồi, cảm ơn anh. Anh còn rồi. Rồi, đi chơi vui vẻ ra tới đây. Yeah. Ok anh. Rồi. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Đủ má gấp tải lồn, giờ còn có 10 mấy ngàn à. Alo. Alo, sếp Will à. Ai vậy nhờ? Trời ơi, mình lưu số nhau mà bây giờ gọi điện hỏi ai vậy thì chết sức quý ơi. Tại vì tôi lâu quá tôi không có thấy số điện thoại của anh. Tâm á. Tưởng là tôi lưu ai không? Tâm quỷ đây. Sếp giờ ảnh không? Mình nói chuyện xíu. Tại giờ hả? Tại có công chuyện nói chuyện với lại sếp á. Rồi, ok. Chỗ cũ ha? Chỗ cũ đi, rồi ok. Ok. Sao bệnh viện đúng không Sếp? Trước ở ngay cái quán nước đó không nhớ rồi. Ok nhớ rồi, lâu quá kiểu lâu okay, quá cô okay. Không đi gặp nhau á cho nên cũng quên. okay nha. Trước nha. Ừ. Rồi để bây giờ mình sẽ đụ má, mình sẽ đẩy cho thằng anh mình vô. Ôi được con mẹ. Là cái kho này nó hoạt động dữ chưa ta? Là cái kho này nó đã hoạt động dữ chưa nhờ? Mẹ mày cái tiệm đồ đó dán như cái chùa Bà Đanh như này thì mẹ mày chích cơm. Mẹ mày giống như kiểu cầm đồ ma á ta. Đéo thấy thằng lồn nào ở đây luôn. Với mình mai sẽ lớp quyển. Ghê vậy. Đủ phải có 7 ghê vậy. Người yêu phải có 7 à. Bị mại mày vãi lồn vậy xưng vậy.
người yêu. Ấy da. Ấy da. Có cặt gì mới diễn ra đây vậy? Ở đi mẹ mày. Alo, alo Hùng đây. Bạn mới du lịch về à? Ờ, à, bạn bạn có đồ nghề sửa xe, bạn lại đây bạn giúp tôi cái. Ờ, bạn cho tôi cái GPS đi. Rồi rồi rồi, rồi. Bạn cho tôi cái ID đi. 407. 407 đúng không? Mà sao bạn mới lên thành phố, bạn vừa gọi cho bạn, bạn đã. Rồi rồi rồi, rồi. Bạn nhanh bạn ơi. Còn cái dấu bánh xe đủ không? Bạn nhanh giúp tôi cái. Nhanh. Rồi. Ôi bị con mẹ mày. Vãi cả lồn thật. Banh mẹ nó người rồi. Cái lồn má nó tông một phát thì con mẹ mày dính con mẹ nó vô người luôn á. Và cái thằng lồn đó là ai nhờ? Local à, phải local không? Cam che điện thoại hết nè. Ok, vậy tôi để qua đây đi. Mày phải local không vậy? Tao bơm bà. Ủa bạn ơi. Đây đây, bạn sửa cho tôi xe này. Thì con mẹ mày, tự nhiên tôi đang đứng, tôi cầm điện thoại. Thằng lồn nó chạy xe nó tông tôi một cái được rồi, nó sắp mặt luôn, tôi cày chủ quá trời luôn rồi. Bạn đi du lịch được bao nhiêu nước mà lâu dữ các bạn. Tôi lên không thấy gọi anh em gì hết, lên thấy khen gái trên Twitter là sao? Không có, tại vì tôi đang tính đi công chuyện. Tôi đi công chuyện chút xíu à. Rồi tôi lại đi về quê rồi. À, cho nên là tôi có muốn gọi điện cho bạn. À. Mấy bên này ghi số được không? Mấy này bạn vẫn là bán được rồi đúng không? Ờ, số giờ thì ghi tàn tàn bạn ơi, thành phố giờ nó chuyển qua chơi banh rồi. Tôi chuẩn bị qua tôi thầu banh rồi. À, chơi banh không mà, né chơi số nữa. Ừ, tụi nó chơi thố, tụi nó thua quá rồi. Lần này, này ai đây? Để bạn à. Ờ, người mới trong công ty bạn. Công ty giờ còn hoạt động luôn hả? Tôi nghĩ là ờ, chứ. Mình giải tán nó được vừa bạn ơi. Ờ. Bạn thì bây giờ tôi nghe nói bạn cũng đang có định hướng khác đúng không? Tôi bây giờ công việc nói chung là giờ công việc ở dưới quê tôi cũng hơi nhiều quá cho nên là rồi, thì giờ tôi đâu có bỏ mấy anh em được. Bây giờ cũng có hàng nóng hàng lạnh như mọi người mà, nói chung là mình lo được. Dữ vậy bạn. Đây đây đây, em đang đi với Tam Quỷ đây. Rồi. Giờ bạn về chung cư hay sao? Tôi bây giờ tôi đi lại nói chuyện với lại mấy thằng kia các. Ờ, anh Thập đang kiếm bạn kìa. Anh Thập đang trong đàm kìa. À anh Thập hả? Ờ. Nhưng mà đàm tôi đâu có đâu bạn. Thì ý là hẹn gặp ở đâu đi? Rồi rồi một lát đi, tầm khoảng ở 10 phút đi. Nè, lấy đàm em đi, lấy đàm của em đi. Thôi. Lấy đàm. Rồi rồi. Cua xài đi. Cũ đúng không? Cũ đúng không? Cái cũ đúng không? 3.3 bạn. Rồi rồi, bạn đợi tôi xíu tôi đi đang sẽ lát tôi vô đàm đi. Anh Thập tôn đi gặp Will cái. Thì bạn hình như xe nó kiểu được mà nó còn hư hư kiểu đéo gì nhờ. Anh Đức đúng không? Đúng rồi, tôi Đức đây. Trời ơi, lâu quá mình không gặp nhau. Dạ này sao? Khỏe không? Thì cũng khỏe, vẫn rất là tốt.
anh nhìn thấy tôi mà biết rồi. Có điều thì trong cuộc sống thì xảy ra nhiều biến cố thôi. À vậy à? Bị gì? Thất tình hay là bị gì mà biến cố? Thì không ngại chia sẻ với anh thì một lần tôi đi bar thì tôi bị chuốc rượu say quá. À. Tôi bị người ta hãm hại. Ây da. Tôi với một cô nhân viên ở trong quán bar có những cái hình ảnh không đẹp. Sau đó thì là đủ người ta hay sao? Là có đủ không? Không phải, tôi thì tôi say, tôi chỉ đứng yên đó thôi, còn cô gái đó thì múa trước mặt tôi này kia nên là kiểu như sĩ quan mà tôi đang theo đuổi thì lại thấy điều đó. Đấy, hơi biến cố một xíu thôi. À, hiểu lầm mà. Đúng, tất cả chỉ là hiểu lầm, Vậy về cuộc sống là gọi là giải quyết ổn thỏa đúng không Đức? Ổn rồi. Còn anh sao? Trời, giờ thời gian đây mất tâm, mất tức về từ khi phẫu thuật thẩm mỹ xong. Trời ơi, bữa hôm sếp bắt tôi vô tù với lại thằng Tan đó. Tôi gọi là ngẫm nghĩ là cuộc sống, tôi thấy gọi là ở trên đây nó cũng khó sống quá, hở tí vô tù. Đó, cho nên là tôi mới gọi là đi về quê, tôi đi lên chùa, tôi cúng bái rồi cái thứ đồ. Ây da, tu à. Kiểu cũng đạo Phật này nọ, cái thứ lên chùa này nọ, cũng bái, có mấy sư dưới rồi là cũng giảng đạo cho. Ok. Mấy tháng nay ở dưới không à, ăn chay niệm Phật. Đúng, tốt, tôi nghĩ anh như thế là tốt rồi. Còn cái việc công ty đồ anh bàn giao lại cho mấy người quản lý bên dưới. Nhưng mà kiểu bữa nay hẹn anh Will ra đây để tôi khoan, cho xin phép nhắc lời anh. Thật sự ra thì chúng ta đã không lâu rồi chúng ta không nói chuyện. Chắc là anh tới với tôi chắc là cũng có một cái điều gì đó mà đúng không? Thì tôi biết ở đây anh Đức ở đây cũng là gọi là anh Minh thằng nhỏ thì mới gọi là sếp lớn này nọ kiểu trong đồn đồ chứ. Đó thì cũng rất chi là nhảy bán, kiểu nói vừa nói ra một chuyện là anh Đức biết liền. Thì cũng không giấu gì anh Đức. Đó là sắp tới là kiểu như là cũng đang muốn theo Phật một khoảng thời gian tịnh tu tịnh tâm lại rồi để xem gọi là cuộc sống của mình nó sẽ như thế nào, đó, hướng đi của mình nó sẽ là sao, rồi về quê thì cũng có đi ăn đi nhậu trước khi vô chùa thì cũng có ăn nhậu ngày cuối đó, thì gặp lại thằng anh Daniel Tam đó, thằng anh ruột dưới quê đó, ủa thằng anh bà con dưới quê đó, thì nó hỏi là giờ nó muốn lên thành phố. Thì nó hồi xưa ở dưới quê là nó làm cảnh sát trưởng đó, nó muốn đi mà sửa làm BD cảnh mà cảnh sát trưởng luôn á, tính ra là ngang chức với tôi luôn á, cảnh sát trưởng. Nhưng tôi không biết thì khu vực đó là khu vực nào, tiểu bang nào, nhưng mà cảnh sát trưởng là có thể ngang chức với tôi đó chứ. Thì cái đó là vùng quê xa xôi của bên em thì anh Đức sao biết được. À rồi đó thì bây giờ nó muốn đi lên thành phố, nó muốn tìm một cái gọi là cái hướng đi mới đó, để coi nó gọi là nó có phù hợp ở trên đây hay không. Tại vì em về kể chuyện cho nó, kiểu nhậu say về kể chuyện cho nó ở đây thì cũng xô bồn đó, thì thành phố thì cũng tội phạm rất là nhiều, cho nên em nghĩ là nó hợp với lại nó đó, thì muốn đẩy vô cho anh Đức ở đây chiếu cố nó. À, ý là bây giờ là anh gửi người anh đúng không? Anh nói là người anh của anh đúng không? Từng là cảnh sát trưởng ở vùng quê rồi. Đúng rồi. Rồi đẩy lên kiểu như là nhờ tôi giúp đỡ này kia hay như thế nào? Thì đẩy vô thì cho gọi là cho một chân sếp, giờ nhờ sếp cho gọi là một chân trong đồn BD này nọ đó. Tôi nghe thì thật sự là tôi nhạy cảm với mấy người kiểu như có nghiệp vụ này kia, cảnh sát trưởng, tôi sợ ngày nào đó chắc cái ghế của tôi chắc là anh cũng âm mưu chắc là cày người vô để đá ghế của tôi đúng không? Đâu có đâu, tự nhiên em phải cày người chứ. Tại vì bây giờ em cũng gọi là về quê tu tâm rồi, nhiều khi em nói thiệt, nhiều khi chưa chắc là em quay trở lại trên thành phố này, cũng có thể là gọi là em ở dưới luôn, em tu luôn, em gọi là quy y cửa Phật luôn đó, hoặc là gọi là nếu như anh mà biết tại sao tôi buồn không? Sao vậy sếp? Vì tôi giúp anh nhiều quá mà anh chưa giúp tôi gì hết trơn, anh về dưới quê rồi. Đâu có, thì để coi khoảng thời gian xem như thế nào, nhiều khi hứng lên nứng thì bắt đầu lại quay trở về con đường bình thường thôi, xuống núi thôi. Vậy sếp có giúp được không? Thì cũng khó, thật sự khó.
giờ thì nói anh ấy cứ nộp hồ sơ vô đăng ký thôi, giống như những cái bình thường mà. Tại bây giờ nó dưới nó làm cảnh sát trưởng, bây giờ nó bỏ công việc ở bên dưới để nó lên thành phố, mà bây giờ nói nó thử việc thì nó cũng kỳ. Đó thì em nói là em cũng kiểu như anh em bà con này nọ, kiểu cũng thân, là nhỏ cũng thân, kiểu xem tuổi chạc chạc tuổi nhau thôi. Đó thì cũng thân, thì cũng gọi là mình cũng mạnh mồm mà, mình vỗ ngực mình rồi là nói nó là chắc chắn mày lên đi, chắc chắn là tao sẽ đưa mày vô được, mà bây giờ lỡ sếp gọi là thử việc là kiểu không được thì nó lại kỳ. Chứ không? Nghe cảnh sát trưởng là tôi nghĩ là anh ấy ít nhiều cũng đã có nghiệp vụ này kia, cũng phải dữ lắm mới lên được cái ghế đó, đúng không? Không biết là ở tiểu bang nào, ở vùng nào, nhưng mà đã lên được cái ghế đó thì nghiệp vụ cũng phải rất là cao. Và tôi nghĩ rằng anh ấy rất là dễ dàng để vượt qua cái khóa thôi, bình thường đâu cần nhờ giải tới tôi. Mà kiểu tự nhiên sếp hiểu là phải dùng quê hẻo lánh nó khác. Nhiều khi gọi là ở dưới đó. Gọi là cái đồn đó bao nhiêu người, đồn đó là chuyến này có người nha. Đồn đó thì được gọi là tầm khoảng 3 người. Một bé thư ký với lại cảnh sát trưởng là cảnh sát phó hết rồi. Kiểu như với lại ở dưới cũng không có nhiều gia chạm, cho nên nhiều khi nó cũng nó cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nó thì có phải gọi là cái đồn cảnh sát không? Tôi thấy giống cái chốt quá. Thấy giống cái chốt kiểm tra. Không phải chốt, thì cái đó là cái đồn. Đồn à? Ừ, sếp cứ tên em. Sắp nhau rồi, đủ mẹ khó dễ rồi. Đó thì cái này là em nghĩ là bây giờ mình bỏ qua luôn cái gọi là cái kỳ thi sát hạch được không? Vô luôn hẳn luôn thì nó như thế nào? Khó thì cái này cũng, nếu mà sếp thấy khó vậy cũng khó cho em. Nhiều khi chẳng lẽ giờ em đi làm khó sếp mấy cái gọi là mấy cái chuyện anh em mình làm, mà chẳng lẽ em giờ em đi khui ra thì nó là cực kỳ. Là sao anh nói gì cơ? Thì giờ nói thẳng là giờ thì chỉ cái này là chỉ có công việc cuối cùng, gọi là em làm việc với lại sếp thôi đó, thì coi như là sếp giúp em đi, trước giờ anh em mình làm với nhau nợ kiểu em cũng giúp đỡ sếp rất nhiều rồi chứ giờ đúng nhờ... là trước giờ tôi với anh làm nhiều rồi, nhưng anh đã nhớ kỹ rằng là tôi làm cho anh, tôi giúp anh, tôi bao che cái đường dây của anh, nhưng anh những cái lời hứa hẹn anh nói rằng em chụp cho nó số này kia, rồi nó chơi vé đồ này kia, chụp cho sếp ụp vô bắt nè, rồi đường dây tụi nó xúc xí ngầu gì đó này kia, anh nói anh vẽ ra rất nhiều. Nhưng mà có cái gì đâu, đúng không? Thì sếp cũng phải hiểu nhiều cái nó cũng không phải gọi là như ý mình muốn được, mình vẽ là một chuyện, nhưng mà mình có tô màu được hay không nó là một câu chuyện khác chứ sếp. Vậy là anh lừa tôi rồi. Làm gì lừa sếp ở đây cũng... Anh vẽ vời nhưng mà anh không thực hiện được là anh lừa tôi rồi. Trời ơi, lừa sếp cái gì nè. Từ cái lúc mà sếp là một thằng cảnh sát bận, một người cảnh sát bận, sếp tuồn đồ. Sếp tuồn đồ ra cho em bán được bao nhiêu em cũng bán cho sếp. Thì chẳng lẽ bây giờ thiệt em có làm cái gì cho sếp rồi gọi là mất mặt, mất tiếng hay là không có tiền bạc gì đâu. Rồi á, làm công an chuyển xuống số đề rồi đó các thứ, rồi sếp cũng tuồn giấy ra cho em này đó các thứ, đồ em cũng trả tiền cho sếp đàng hoàng chứ. Anh bớt nói những cái từ tuồn đi. À, thì nhạy cảm lắm. Thì nó hơi nhạy cảm một chút xíu. Nhưng mà bây giờ thì mình giúp đỡ nhau như vậy thì bây giờ cái từ trước tới giờ chưa nhờ sếp cái gì luôn, thì bây giờ nhờ sếp có cái gọi là giờ lỡ cái gì vậy? Trước giờ anh nhờ tôi rất nhiều nhưng tôi chưa được lợi gì từ anh thì đúng hơn. Lật mặt tám. Bây giờ nè, nói giờ cho sếp nghe vậy luôn. Bây giờ em lỡ hứa với là thằng anh em là mày lên đồn đi, là tao có người tao gọi là cho mày vô làm hẳn luôn. Mày khỏi sát hạch cái gì hết. Rồi bây giờ sếp lại quay qua sếp nói vậy. Rồi giờ anh hứa thì anh làm đi. Sao lại hứa qua tôi? Giờ sếp làm vậy mất mặt em quá thì em cũng khó quá. Thôi. Nói chung là tôi không nhận được, tôi không có thể giúp cho anh cái chén này được rồi. Vậy bây giờ sếp không giúp đúng không? Đúng rồi, chúng ta đã không có liên lạc với nhau, tôi đã tìm người khác thế được cái vị trí của anh rồi. Thì bây giờ sếp không giúp. À. Sếp không giúp thì thôi, thì cái này chắc là em cũng trước sau thì em cũng về quê thôi, em làm chén cuối rồi thôi, anh em mình học đá cùng tan thôi, chứ giờ em cũng chả biết làm như thế nào. Tại vì bây giờ nếu như mà sếp không giúp, bây giờ em về quê em cũng không mặt mũi nào nhìn anh em của em ở dưới hết trơn. Em đứng nói cả sớm cả làng, cha mẹ bên nó biết rồi, cha mẹ bên em biết nữa, kiểu bây giờ xong thì giờ nói về hơn cũng khó cho em. Cái đó là do anh lúc đó anh sĩ hay như thế nào đó, anh hứa hẹn như người ta đó tôi không biết, còn giờ là tôi đã có người khác rồi thay thế anh rồi.
Rồi vậy thôi, nên nếu mà sếp đã nói như vậy thì chắc là những câu chuyện của sếp từ trước tới giờ làm chắc là em cũng không gọi là giữ giữ kín được bí mật cho sếp đâu. Là sao? Là mấy cái câu chuyện mà tuồn đồ nọ kiểu là bên sếp đó. Không nghĩ anh là một người như thế luôn đó. Giờ chứ bây giờ, chứ giờ một bây giờ anh nhờ cậy ra không được, bây giờ anh bắt đầu đe dọa tôi á, thì bây giờ lập bài ngửa luôn đi, bây giờ mày làm không đó, kiểu vậy thôi, mình lập bài ngửa luôn đi Quy Quy, chứ nãy giờ mình nói chuyện nhau mình mệt quá, bây giờ là bây giờ ở đây là Tam ở đây cũng hết cách rồi, Tam cũng lỡ hứa với thằng anh ở dưới quê rồi, bây giờ Tam làm không được thì nó cũng kỳ. Bây giờ mình lập bài ngửa luôn đi, là bây giờ nhờ nhờ Will một cái, là bây giờ Will đưa thằng em, đưa thằng anh tôi vô làm PD được hay không? Đấy, như vậy đi cho nó gọi là nó nhanh. Chứ mình ngồi mình cừu cưa nãy giờ nó cũng chả ra vấn đề Will à. Má, sự được không nghĩ anh là người như thế luôn đó. Trời ơi, thì giờ Tam ở đây, Tam nói chuyện đàng hoàng với Will nãy giờ mà Will cứ làm khó Tam không, thì giờ Tam cũng gọi là có chút làm khó Will lại thôi. Chứ từ trước tới giờ hai anh em mình làm ăn với nhau nó thuận buồm xuôi gió có cái gì đâu. Thì bây giờ coi như giúp đỡ nhau đi. Mẹ. Khó quá. Giờ đi đâu vậy? Đi đâu? Mỗi khi tôi suy nghĩ tôi phải phải đi. Nhưng mà thằng đó nó được việc, Will tin tôi, nó được việc. Tôi rất là kiểu như là tin tưởng, tôi rất là muốn anh ấy tất vô làm việc từ lúc mà anh nói rằng là cảnh sát trưởng, nhưng từ lúc mà anh nói là cái đồn, tôi nghĩ là cái chốt đó thì có ba người, thì lúc đó tôi bắt đầu do dự rồi. Thì bây giờ cái đồn chỉ có ba người là cảnh sát trưởng. Bây giờ để nó Will nghe. Giờ để nó Will nghe cái vấn đề nè, là nó sẽ làm kiểu như là nó sẽ làm theo gọi là cái sự chỉ đạo của Will. Nhưng mà cái quan trọng là Will giúp tôi là gọi là cho nó qua luôn, kiểu vô bắt nó phải làm này làm nọ. Ví dụ như Will vô Will gọi là Will chỉ cho nó cái cách thức làm như thế nào cho nó hợp với lại cái gọi là cái đồn của mình thì nó hợp lý. Còn bây giờ Will kêu thi cử này nọ kiểu sát hạch sát diệt gì tùm lum khó chịu. Nhưng phải biết một điều là tôi sẽ bị dòm ngó khi mà tôi đưa vô một người nào đó mà không có thông qua cái kỳ training, cái khóa thi, thì tôi sẽ bị dòm ngó rất là nhiều. Và bây giờ tôi phải tìm ra một cái lý do gì đó để đưa cái người này vào đây. Và thật sự ra tôi không nghĩ anh vậy thì bây giờ thiệt tình như thế. bây giờ Will muốn dòm ngó hay là gọi là nó thấy luôn, ví dụ như Will không giúp thì giờ nó thấy hết luôn rồi, nó có gì đâu phải dòm, đúng không? Will đưa thằng anh tôi vô thì nhiều khi nó dòm ngó dòm hoài nó dòm cũng không ra, nhưng mà bây giờ Will không đưa vô là nó thấy mẹ nó hết luôn, tôi cho nó thấy hết, tôi show cho nó thấy hết thì có cái gì đâu mà dòm nữa. Anh đúng là con rắn độc. Rắn độc Will ơi, phục quá. Hôm bữa anh vẫn còn nhớ, anh bó cho tôi một con số, nằm mơ thấy con rắn của anh chứ. Có, trúng đúng anh không? Anh là một con rắn độc. Will nói vậy thì chết, tội Tam quá. Khó cho Tam. Cái chuyện này mà lỡ dở ra thì tôi với anh đều chết chùm đó. Đâu, anh chết thôi chứ tôi chết. Tôi đi tu rồi mà. Thằng anh tôi giỏi lắm thì nó về, nó gọi là cái chốt kia nó... Gì nữa quê ơi. Nên giết người diệt khẩu không? Quê ơi, khùng quá. Tôi có gắn định viện ở đây đó, mấy anh em tôi mà gọi là 10 phút sau tôi mà không về là mấy anh em tôi biết là gọi là anh Will gọi là xử giết tôi đó. Giết người không? Tôi có nên giết người không? Will... Khi một con chó dồn vào đường cùng thì nó sẽ làm gì hả? Thì sủa thôi. Anh Tam đi bộ. Will sủa không rồi, tôi nghe đi. Tôi nói cho Will nghe. Tôi nói với lại mấy thằng em tôi rồi là tôi đi gặp anh. Trong 10 phút nữa mà tôi không có mặt ở nhà, nó gọi điện tôi không bắt máy, thì chắc chắn với anh luôn là 100% tôi có gọi là giao cái di chúc lại cho nó rồi. Anh cứ việc kê đổi máy đi anh Will à. Chỗ đó nhiều máu đó anh Will, bắn đi anh. Anh đừng có thách tôi. Bắn anh đi. Tôi bây giờ có gì đâu để mất, tôi cũng đi thương theo Phật rồi. Anh tiễn tôi đi một đoạn gặp gọi là Phật tổ thôi.
tôi về là gọi là cửa Phật sớm hơn thôi. Sao tôi lại tin tưởng và làm ăn với một người rắn độc như thế này chứ hả? Suy nghĩ lâu quá. Tôi thấy có mất mát gì đâu mà Will khó khăn quá thì. Là ngồi xuống là suy nghĩ xong rồi đúng không? Rồi vậy nha, để tôi gọi điện kêu lên nha. Chưa. Sao nói suy nghĩ là mới đi rồi giờ ngồi xuống là tưởng xong rồi. Khi nào anh ấy hiện tại có đang ở Los Santos không? Không, bây giờ là gọi điện cho nó phải gọi là đi lên thành phố nữa, nó phải bắt xe lên nữa. Xe lên. Được thì tôi gọi tôi uống lên cái tầm khoảng nửa tiếng rồi tới à. Đi máy bay qua, đi xe đò lên chỗ rồi là máy bay, xong máy bay chạy qua đây tầm 15-20 phút gì tới. Cho tôi hỏi một câu nha. Anh ta có phải là anh em ruột của anh không? Anh em họ. Họ thì có gần không? Họ này gần không hay xa? Cũng xa lắm, xa lắc xa lơ à. À, anh biết tại vì sao tôi hỏi câu này không? Sao á? Tại vì tôi sợ rằng anh ta giống anh, mang dòng máu hay là cái gen nó di truyền giống anh thì chết tôi. Trời, nói chung là cũng họ Tam. Nhưng mà nó thằng Daniel. Tam. Họ Tam, tôi đi bò Tam, nó là Daniel Tam. Cùng họ thôi. Giữa anh em bà con mà sẽ kiểu bà con xa mà cùng họ à. Đúng rồi, bà con xa. Cùng họ với lại cha, cùng họ cha mà. Kiểu như là ba của nó đó là anh em bạn gì với lại cô gì chú bác hàng xóm của gọi là em ruột của ba nó, kiểu vậy á. Nói chung là phức tạp á, gia phải là tôi phức tạp đó, tôi nói sinh viên cũng không hiểu đâu, nhiều khi tôi giải thích tôi cũng không hiểu đâu. À dữ nha. Ừ, xa lắm. Nhưng mà cùng họ là được. Rồi. Nhưng mà làm sao tôi có thể tin tưởng được một người đã từng uy hiếp tôi? Đúng lần rồi, sau anh lại nói rằng tôi có một đứa lắm. Em tên là Tam Tam Diamond hay gì đó. Tam. Lại muốn dẫn vào hay là muốn gì đó là anh là tôi là không ấy thì anh lại nói sẽ show ra những cái việc mà chúng ta từng làm nữa thì làm sao tôi tin tưởng anh đây? Thì bây giờ chỉ cần đưa nó vô thôi thì coi như là tôi về quê. Bây giờ sếp đưa nó vô thì tôi an tâm, tôi về quê rồi tôi không bị nó gọi là chê cười. Tại vì tôi lỡ hứa với nó ở dưới quê rồi, đúng không? Biết được lỡ anh dưới quê rồi anh hứa với mấy đứa nữa thì sao? Thì tới lúc đó mình tính sao? Tới lúc đó thì mình tính sao chứ? Bây giờ chỉ mới hứa có đứa thôi. Nghe câu này sao tôi muốn giết người diệt khẩu quá. Tam Devil ơi. Tôi nói rồi, giờ cái mạng của tôi giờ là giao cho gọi là Phật Tổ Như Lai rồi. Bây giờ anh tiễn tôi đi một đoạn thì cũng được, nhưng mà mẫu làm chứng của anh thì đàn em của tôi nó sẽ đưa qua thôi. Trước sau thì anh cũng cút. Anh cút thì cái tội gọi là giết người thì khẩu nữa, nó nặng hơn ấy. Ví dụ như những cái tội đó hiện tại bây giờ của anh đó, tôi nghĩ là cao lắm là trục xuất ra khỏi ngành đó. Còn nếu như mà gọi là anh mà thêm cái tội diệt khẩu nữa thì nhiều khi tôi thì anh chung thân đấy, thì cái này tự anh lựa chọn nữa chứ tôi cũng không ép. Kiểu anh em mình xưa giờ cũng quen nhau, yêu thương giúp đỡ đùm bọc nhau. Không có ai yêu thương giúp đỡ đùm bọc mà lại như anh hết á. Tôi là tôi uy hiếp tôi. Nãy giờ tôi nói chuyện rất kia nhẹ nhàng, không có một lời nào uy hiếp anh luôn. Tại vì anh làm khó tôi, anh làm khó tôi trước. Anh mới là người làm khó tôi đấy. Làm sao tôi thể đưa người đó vào mà không qua một kỳ sát hạch nào dưới bao nhiêu ánh mắt của Chief Assistant Chief Commissioner. Trời. Và bao nhiêu cái cặp mắt của những cái sĩ quan cấp dưới đây. Cái này thì cái đó là cái ai làm khó ai hả? Cái này là cái nghiệp vụ của anh bên trong người. Anh người dân trong nghề, mười mấy năm trong nghề, anh biết cách anh xử lý chứ. Rồi. Rồi là xong đúng không? Để gọi điện nha. Anh đừng bao giờ ép tôi quá nha. Đây chỉ là lần duy nhất và một người, một và chỉ một. Từ đó trở về sau tôi và anh không còn liên quan gì nữa. Và anh nhớ,
nếu như có lần sau chúng ta gặp nhau tại cái quán cà phê này thì chắc chắn một điều rằng Will ơi, sẽ không còn mạng trở về đâu nha. Will ơi, Will đừng đi. Will có nghe câu đó không Will? Rồi, Will ơi, tôi đã nghe đó rất nhiều, tôi đã nghe câu đó rất nhiều rồi. Will đi không được với tôi ta đâu Will ơi. Kiểu giờ rồi. Giờ tao nói cho Will nghe, thà mình không làm, chứ mình làm rồi đó, mình nhúng chàm rồi, mình khó gỡ lắm Will ơi. Hiểu không? Nó có giống câu là phóng lao phải theo lao không? Đúng rồi, thì thà mình không làm luôn, mình sạch sẽ thì mình không nói, chứ mình có vết nhơ rồi đó thì cũng dính suốt cuộc đời. Cho nên là thôi, gắng giúp đỡ nhau đi, cho mọi thứ gọi là nó gọi rồi, là suôn sẻ. Có cho Will rồi. Rồi, lấy lại số điện thoại của tôi và đưa cho cái thằng anh gì đó của anh. Khi nào nó lên thì gọi cho tôi. Rồi, để tôi kêu nó bắt tiếng xe lên liền. Will yên tâm, mà thằng đó đàng hoàng lắm, nó không giống như tôi đâu. Cho nên Will cứ yên tâm. Tôi nghe cùng họ là tôi thấy cũng an tâm rồi đó. An tâm đề phòng á. Will cứ gọi là đa nghi. Sao lúc đầu Will làm với tôi, Will không đa nghi vậy đi. Xong giờ nếu lúc đầu tôi đã đa nghi như vậy thì bây giờ đã không có kết cục của ngày hôm nay ở đây rồi. Thì bởi vậy bây giờ đừng có đa nghi quá. Bây giờ mình cứ giữ cái sự ngây thơ trong trắng đó. Hiện tại bây giờ cũng Will đi, nó rất chi là đẹp đẽ. Nó giống như mấy cái bông tuyết này nè. Thấy không? Trắng xóa. Nhưng mà dễ dơ. Chẳng xó là một khi là nó ở trên bầu trời thôi, khi mà nó rớt xuống dưới đất thì nó phải dơ tất nhiên rồi. Thì Will đó, À, tôi là một con tiết đã rơi xuống dưới mặt đất rồi đúng không? Đúng rồi, Will rơi rồi đó. Là nó hơi dơ rồi đó. Chạy theo Will. Tôi đi theo Will. Mạnh giỏi ha. Chắc là mình vài tháng nữa mình gặp nhau. Tôi đi về tôi tu, nhiều khi tôi hứng lên tôi nhớ Will cái tôi lên tôi gặp Will nữa. Tôi hy vọng này anh tu ở đó, mấy sư thầy bắt anh ở đó đi, đừng xuống nữa, đừng về Los Santos nữa nha. Rồi ok, bye Will. Có gì rồi Will chờ điện thoại nha, Will chờ điện thoại của anh tôi nha. Rồi Will ơi, không bắt máy á Will thì nói chung là cũng gần lắm, bay khoảng nửa tiếng mà lên tới đây. Kiểu rồi tôi sẽ chờ. Nguyên thành phố mà nó biết cái vết nhơ của Will thì chắc là vợ con cũng không còn. Vợ Will cũng làm trong ngành mà đúng không? Chưa phải là vợ, chứ là bạn gái đồng hả? Thôi. Đồng nghiệp đúng à. Đúng. Trời, bây giờ mà Will thử tưởng tượng nha. Nếu như mà mọi thứ nó không suôn sẻ, Will bị trục xuất khỏi ngành, mất công việc, mất luôn người yêu, mất hết. Will làm gì? Rồi Will từ đó tới giờ Will bắt biết bao nhiêu thằng tội phạm ở trong đất xanh top này. Will nhắn đi ra đường Will sống nổi không? Cho nên Will phải cố gắng Will giữ cái gọi cái chức này. Will hiểu không? Tôi cũng rất muốn gọi là Will giữ được cái gọi cái chức này. Giữ cái chức này để làm gì? Để anh lợi dụng đúng không? Không có lợi dụng Will ơi, không có lợi dụng. Cứ khùng quá, cái này nãy... Không có lợi dụng thì tôi phải có được lợi ích gì từ cái vụ này chứ, mà tôi có lợi ích gì đâu. Thì lợi ích nhiều mà, Will. Đâu? Thu nhập, Will thu nhận được một thằng gọi là dưới trướng Will mà thằng đó là đã từng làm cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng của một cái đồn ba người, phải nói rõ như vậy. Thì nhiều khi gọi nó cũng lanh lợi, cho nên thị trưởng ở dưới đó người ta mới đưa nó lên làm cảnh sát trưởng chứ Will. Tôi không có thấy ai mà cảnh sát trưởng mà lanh lợi một cái đồn có ba người hết trơn. Tôi nghĩ là các cũng gì đâu, đồn nghỉ hết còn có ba người chứ. Không có, Will không tin tôi. Tôi nghĩ rằng coi chừng ở cái tiểu bang, ở cái vùng đó là cái chốt kiểm tra kiểu như là xe qua lại, kiểm tra giấy tờ đó. Mà kiểu như thấy rồi kiểu phong chức vụ cho nhau, ê má buồn buồn quá, tao mày phong chức vụ này kia không? Cái có cái danh tiếng là cảnh sát trưởng từ đó luôn. Thôi, nói chung là Will cứ gắng giúp đỡ tôi cái phần này đi, chứ nãy giờ mình nói chuyện liên thuyên nhiều quá nó cũng không ngay vấn đề đúng không? Thôi bây giờ nè, cũng gửi cho Will ít trà nước. Tôi thấy sao? Được, có đó thì đỡ hơn xíu. Đúng rồi, kiểu anh em mình từ đó đến giờ chẳng lẽ giờ ngồi đứng ra nói chuyện nhau lại đe dọa nhau mấy người là nhìn nó vậy kiểu... Sao từ đầu không nói sớm như vậy đi? Nó cũng mít lòng, hiểu không? Rồi, gửi cho tiền cà phê, tiền pháo rồi ha.
Này đúng nghĩa cà phê luôn á. Thì giờ hết tiền rồi còn có 1.000 hả? Giờ kiểu mình sát chuẩn bị đi tu mà Will, mình cũng đâu có cần tiền nhiều đâu. Chỉ cần cầm con xe này cứ đi phượt cái là tới nơi là về luôn đó. Đây Will. Anh quả là một con người có con người thành thật mà. Cà phê cà pháo thì đúng nghĩa cà phê cà pháo thật. Thì sao tôi trước giờ tôi nói chuyện với Will sao là tôi làm vậy, chứ tôi cũng không có làm sai. Rồi rồi rồi, anh đi đi, tôi chờ. Rồi chờ, chờ anh của anh ha. Daniel Tam nha. Daniel Tam. Daniel Tam thì lấy số copy số điện thoại của tôi lại, nào lên thì cứ gọi cho tôi. Rồi rồi rồi, để tôi đưa danh bạ cho nó là được. Ừ. Rồi đi nghe Will. Bình yên nghe Will. Tạm biệt Will nhá. Ông nhưng mà rồi. Tạm. Chào anh và không hẹn gặp lại nha. Tạm thời tạm anh, biệt. Anh nên quên cái tôi, cái tên của tôi ra khỏi trí nhớ của mình đi. Đó là tôi nghĩ là tốt nhất đó. Will ơi, Will có biết Will là cái ức đẹp đẽ nhất mà gọi là tôi đã từng có không Will? Mà một khi ký ức đẹp đẽ mình không bao giờ mình quên được. Quý yên tâm ha, nhớ quý mãi mãi, love you. Anh không thỏa thuận đâu anh Daniel Tam à. Lầm bá, hại khó thì chứ. Con mẹ mày, mấy cái thằng lộn xe điên này. Vào số, vào số. Vô 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 vô, về nhà đi mày ơi. Rồi 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 rồi, tôi đang chạy về bạn. Bạn bạn nhớ nhà không? Nhớ đường về nhà không? Ờ... Tôi nhớ mang máng á. Nhưng mà bà, tốt nhất là bạn nên cho tôi cái GPS đi. Anh gửi Momo đi, tôi gửi cho. Momo của mình là gì ta? Momo mình có ở đâu ta? 434 bạn ơi. Nhìn Will tạo quá ta. Nhìn Will tạo quá. Đọc lại số bạn ơi. 434. Góc trên điện thoại có à? Vậy mà mày lâu quá không chơi bị ăn với ta anh em ạ. Đây rồi. Rồi tôi thấy rồi nha. Ê chá. Ê chá. Ta thường là bị đi thì mà buổi tối vậy có thì mà có cái gì để làm không ta? Tôi thấy điệp bài BD bây giờ đồ nó giống như kiểu mấy cái phim Hồng Kông á. Có Daniel Tam rồi là phải có Kuribatong nữa. Nhiều à. Nhiều mà tôi thấy Will nó bảo em bị chậm quá nha. Rồi để gọi cho Will lại coi. Alo. Alo. Ừ sếp ơi. Cho alo. Cho em hỏi cái. Sếp nghe. Hỏi đi. Nghe nghe. Mà ví dụ như công việc của mình hiện tại giờ là rảnh lắm đúng không? Từ lúc mà tôi gặp anh thì tôi đang rảnh đây. À vậy à. Vậy là nhiều khi cũng đâu có cái gì để làm đâu, thì đưa hàng anh em vô là hợp lý rồi. Rồi ok. Nhưng mà rảnh thiệt không? Rảnh mới làm nha. Tôi đang rảnh đây, tôi đang rảnh đây. À không, ý là cái công việc ở đồn của mình nó có rảnh không? Rảnh thì tôi mới kêu nó làm à, chứ bận bận quá rồi tôi kêu nó ở nhà. Rảnh. Rảnh đúng không? Rồi rồi rồi. Rồi ok. Rảnh vậy làm chứ mất công lên rồi đài đòn anh tôi nó cũng kỳ. Đài đỏ thì đài đỏ anh của anh chứ có phải đài đỏ anh đâu mà anh sợ. Thì giờ anh tôi bây giờ nó lên thì nó làm mà nó ở nó, nhà chưa bạn ơi, xếp đi đọt này nó các thứ thì nó cũng khó cho tôi phải mất công bay lên đây nói chuyện với lại anh Will. Nhưng mà trước khi mà kiểu như chia tay anh ấy á, thì nhớ nói với anh của anh một câu rằng là như thế này nè.
là tôi không biết rằng là anh ấy là con ông cháu cha hay là ngoài kia giang hồ chở búa gì, nhưng vào trong đây là cấp dưới của tôi, phải nghe lời tôi. Ha. Rồi. Cái đó hiểu mà, cái đó để anh em mình chơi cũng được mà. Rồi. Ok. Chứ đâu nhất thiết đâu. Chào. Ôi đi bạn, anh em còn đông đủ quá nè. Dạ. Chào thì bạn đi du lịch thì bây giờ bạn đi du lịch rồi anh Thập cũng đi du lịch thì giờ tôi ghé đây này. Ôi công ty chứ giờ sao. Bé nào đây? Bé nào bảy màu vậy? Gấu. Em là bé gấu. Bé gấu à. Bạn ngồi đi. Bạn ngồi với anh Thập đi kìa. Anh Tâm Hồng ngồi đó đi anh Tâm. Sao rồi? Sao qua? Tâm đi du lịch ghê vậy. Đợi Tâm xuống. Nghe Tommy. Anh nghe. Em lên nhà đi. Kiểu bữa đi về quê ăn đám chỗ. Rồi xong gặp lại ông sư thầy. Rồi. Đó. Thì mới ổng mới giảng cho mấy hồi kinh. Rồi xong cảm thấy gọi là cuộc sống này đâu là bờ. Cuộc sống nó gọi là nó vi diệu quá. Cuộc sống này nó gọi nó bao hàm nhiều thứ quá, cho nên là kiểu cũng theo ổng 2-3 tháng nay sẽ như thế nào, thì thấy mình được gọi là kiểu như thanh lọc á, mình được giác ngộ á. Ông mở mấy cái podcast lên cho mình nghe, mình thấy ok, thức tỉnh luôn á. Podcast à? Dữ vậy sao? À mà sao podcast tôi nghe hình như nó khác lắm. Trời ơi, không thấy Tam Quỳ đi du lịch lâu quá, thế là bên công ty mình đi hơn nửa luôn rồi ấy. Đúng rồi, được cái bạn Tam Quỷ đi du lịch thì được cái anh Thập cũng đi du lịch theo luôn. Trời ơi. Thư ký Kha là bữa giờ là không thấy đâu nè. Thư ký Kha đi du lịch luôn. Ok đây luôn à. Đi gồng công ty luôn. Đúng rồi, theo giám đốc hết rồi. Xin băng gạc đi thầy bơm mất máu nhiều. Tommy với Câm đang ở Vagos. Tommy với Câm thì ở bên Vagos. À. Thì 420. Phụng thì rớt. Ây da, vậy là tú tán luôn á hả? Đúng rồi ạ. Tú tán luôn rồi. Nhưng mà tôi phải gầy dựng lại. À đây, hai người cũ thì chỉ còn Leroy với lại Súc nhỏ thôi. Đây em đây. Thì qua cái khó khăn thì mình mới biết là ai là những người còn lại anh ơi. Đúng rồi. Bây giờ bạn thấy không? Lúc mà công ty nó đang ở đáy luôn á, thì có những người cũng muốn vô công ty để đồng hành. Thì bây giờ mình phải biết quý những người đó. À. Hình như tôi nghe kêu hình như bạn bây giờ tìm một lối đi riêng đúng không? Tại vì không chắc... tôi nói chung là tôi cũng chưa biết bạn ơi. Tại vì tôi hiện tại bây giờ thì tôi tính ở dưới luôn, tôi tính xuống thấp luôn, nhưng mà kiểu lên đây có một tí công chuyện đó mà lên quay lên đây xử lý vài công chuyện trên đây rồi gặp lại mọi người ở đây nói chuyện với mọi người cái nữa rồi xong chắc là tôi cũng chưa biết là tôi có theo Phật được không. Tôi phải coi ở Súc hả? Súc à Súc à. Em chào anh Tam Quỷ. Mày đủ quá mày nghe đâu mày qua ba con là đúng rồi. Dạ. Ba con rồi. Giờ ủa. Bên đó là Súc chụp chưa? Súc đại ca. Ghê vậy. Qua bên đó đàn đại ca luôn hả? Ghê vậy. Dạ, đâu có đâu anh Tam. Không có anh Tam ơi. Bây giờ mà nó gặp mà tụi tôi đi làm ở dưới bãi rác tụi nó còn thu bảo kê mà. Thu bảo kê, thu bảo kê. Đâu có đâu, ai thu chứ đâu phải thu bảo kê. Nhiều. Cơm bên tao mày ơi. Mà kiểu xuống ơi. Hồi xưa mày đi theo anh đối xử với lại anh em nó cũng đâu có gọi là quá quá khó khăn đâu, mà bây giờ mày đi chỗ khác, bây giờ mày thu là anh em rồi và mày tiền bảo kê nữa xuống. Dạ cái này giờ tại vì cái mối quan hệ là của em với anh Tâm Hồng thì không có liên quan gì tới bên băng đảng của tụi em hết. Tam ơi, khó cho em. Đúng quá cũng khó. Vấn đề ở đây là bây giờ mày đang làm chùm ở bên đó thì mày sống sao cho nó phải đạo. Hồi xưa mày đi theo tao có bao giờ mày dạy mày sống chó với lại anh em không? Dạ, nói với anh Tam đây thì em cũng phải là chùm bên bển nè, em chỉ là em qua bển thôi chứ em không có làm chùm. Khó cho em anh Tam ạ. Thì cái này nói chung là cũng khó cho Súc rồi. Dạ, mà em... dù mà mốt mà đi dã xe mà có gặp bên đó mà va chạm gì thì có gì nói đỡ một câu ha. Dạ thì anh cứ nói là bên phía công ty có Tâm Quỷ là tụi nó sẽ không có đụng vô đâu, yên tâm em sẽ
Ôi trời thì ít nhất nó phải vậy vậy, ít nhất kiểu như cảm là dù gì mày. Mày giờ mày qua bên chỗ khác rồi thì bây giờ mấy người anh em ở đây thì bây giờ mày phải chiếu cố mấy người anh em ở đây đó. Tại vì trên cơ bản là hiện tại bây giờ đó là cái đường hướng của tao là bây giờ tao nằm mơ thấy Phật rồi, tao nằm mơ thấy ánh sáng hào, tao nằm mơ thấy ánh sáng hào quang của chư Phật đạo rồi. Mười phương chư Phật hay gì vậy, mười phương chư Phật gọi là soi gọi lên núi khỏe tu mùa hè mà em. Em không biết à? Đó cho nên anh tưởng đi du lịch nhưng mà thì ra là qua bên ảnh làm khỏe tu mùa hè. Chắc là sau cái gói thuốc hư mà bữa hai trương của em chắc là đợt chợt tỉnh ngộ ra anh không? Rồi rồi. Nhưng mà tao cũng chưa biết là thật sự rồi là tâm tao có hướng về Phật không? Hay là dương vật tao hướng về ai thì tao cũng chưa biết. Rồi. Trời ơi. Nhưng mà tu hành là nói chuyện nghĩ gì ra. Thì bởi vậy tao nói là cuộc đời của tao cũng chưa biết cho nên là tao phải trải nghiệm. Tao phải trải nghiệm cái gọi là cái cửa Phật coi là tao có hợp với lại đi tu hành hay không. Đó. Thì để xem coi tình hình như thế nào, nếu như mà gọi là tao thấy ok thì chắc là tao ở dưới luôn. Đó, còn nếu như mà gọi là bạn ơi. Bây giờ thôi nói dông nói dài cho tôi nói cái được không? Bữa giờ bạn ôm han xe xong bạn cứ về quê vẫn khó, giờ cho tụi tôi mượn đi. Ủa tôi ôm xe gì bạn? Tôi ôm xe gì của ai? Còn xe đó, xe của bạn ấy, thì bây giờ cho mượn lại đi. Tôi có hai con xe mô tô riêng à. Một chiếc. Ủa, là tôi xe 4 đâu? À chiếc xe 4 ở lát tôi đưa cho bạn cũng được. Tôi mượn lại xe 4 thôi. Chiếc xe 4 tôi đưa cho bạn cũng được. Nhưng mà bạn giữ cho tôi nha, nhiều khi tôi quay trở lại mà ở dưới quê luôn rồi chứ. Nhiều khi tôi quay trở lại mà không có thì cũng hơi khó cho tôi á. Rồi, ủa mai mốt nếu mà bạn thì ok bạn, tôi giữ cho. Ủa anh Thập ai gọi anh Thập vậy? Thằng Xuân. Từ bữa giờ em tưởng nó đi luôn rồi chứ. Trong đời nó không gọi em luôn mà tự nhiên hôm nay bạn tem của bạn đi du lịch chung với nó à? Dẫn theo ai? Đồ má nói vậy chết tam nha. Rồi em ơi. Vậy thôi bây giờ chắc là ở đây anh Thập với lại thằng Tôm Hùm cũng xử lý mấy cái vấn đề trên đây đi. Dạ dạ. Chứ bây giờ cũng khó, anh Tam giờ cũng khó để có thể là tiếp quản ở đây nữa rồi. Ủa vậy là giờ anh Tam tính làm gì anh Tam? đi tu thiệt nhưng mà đừng bỏ cái gì giá trị không để lại đi, tại vì cũng sủ tóc rồi thì cũng không còn cái gì đúng nữa rồi. Mình đừng có vương vấn nợ đời xe cổ đồ gì ta mời đừng đi ta mời thật sự ra mà nói á đồ đạc á nó sự là nó không có giá trị, nó không còn giá trị với Tam nữa, tại vì Tam nữa không, Tam bây giờ là Tam kiểu đi quá duyên thôi. Đó, Tam cần cái gì Tam đi quá duyên, nhưng mà Tam thì tiền thì bây giờ Tam hết cho đây rồi, Tam cũng còn cái gì hết. Đó, nhưng mà xe cộ thì xe cộ thôi. Xe cộ thì Tam cũng phải cần phương tiện để Tam di chuyển. Đó, cho nên là nhiều khi cũng không đưa được cho gọi là mấy anh em ở đây. À, anh Tam ơi, cho em xin khoản tiền lương từ đó tới giờ em phục vụ anh Tam từ kiểu như là đi theo anh Tam cũng hơn chục năm nay mà anh Tam cho em đúng được 3.000, mà 3.000 đó là chấn lột của thằng Whitney Cap Long nữa. Như là chưa có tiền lương nào luôn á anh Tam. Tiền bao nhiêu là nói chung là bao nhiêu tâm huyết tiền bạc bây giờ ta đổ vô cái gọi là cái băng đảng này hết rồi. Mà Tam đang có những cái xe gì? Tam chắc giờ có 5 con xe có ha. Không, Tam bây giờ Tam chỉ giữ có đúng hai con xe mô tô mà tiền của Tam bỏ ra Tam mua thôi. Còn có cái chiếc mà Kugama gì đó. Làm gì có tiền của tao, Tam rút tiền công ty tao. Không, Tam rút tiền công ty chỉ đúng có chiếc Kuruma thôi. Đúng rồi. Còn lại là tiền của Tam không mà. Tại vì hai con xe Tam mua hàng rẻ mà, hàng second hand. Nhưng mà đúng rồi. Khó cho Tam không nói vậy, khó cho Tam quá, Tam ở đây. Vậy thì bây giờ chắc anh Thập phải đứng ra rồi nói chuyện với anh Lăng này nọ về doanh nghiệp này nọ nha. Chứ giờ bạn Tam bạn đi tu rồi thì bạn đâu có vương vấn nợ đời nữa. Doanh nghiệp thì bây giờ em nghĩ là cái tiệm cầm đồ đó mình trả lại cho anh Long đi chứ. Lòng cặp đưa cái tiệm cầm đồ. Mình lấy cái doanh nghiệp khác được không? Mình đổi cái doanh nghiệp khác được không? Dễ gắt quá. Doanh nghiệp như cái đặc cầu á,
giống như kiểu ảnh đưa cái đó vô để ảnh gọi là rửa tiền hay là ảnh trốn thuế hay là cái gì đó, chứ thật sự rồi nói là cái doanh nghiệp cầm đồ đó thấy hơi lỏ. Bạn ơi, cái doanh nghiệp giống như doanh nghiệp cuồng bảy ấy, cứ lấy xe bán chiếc lời chiếc, vốn thì có người cấp. Xong hả, doanh nghiệp mình tự bỏ vốn. Giống như doanh nghiệp của Tommy nè, sửa xe vật liệu khoảng hết khoảng 200-300, lấy khoảng 4.000 là cũng có lời mấy chục bạn rồi. Nó ngon quá rồi, Tommy nó ngon quá rồi. Thì vật liệu 200-300 là sửa hết 3-4.000. Ngoài ăn, chiếc rẻ nhất là khoảng 3.300, còn mắc thì chục, 20. Nói đúng thì ý nói. Thì đâu có ai kề dao vô cổ mình bắt mình chạy xe thì đâu. Thì đúng rồi, thì ý anh đang nói là doanh nghiệp nó ngon, em hiểu không? Còn doanh nghiệp bên kia em thấy không? Đi bán cho toàn mấy thằng trộm cướp nhà, vô đi bán được nhiều. Trộm một căn nhà bán ra được khoảng 400-500 đồng. Dù... Không, anh với anh Tôn xin cái làm cái bán đồ ăn đi. Cái bán đồ ăn nghe bảo bên thằng ổi đang làm đó, đang xin làm đó. Nhiều lắm, đồ ăn thì nhiều lắm. Bán bán luôn quán ăn đó hả? Bán quán ăn đó hả? Rồi. Có bán đồ chai không? Có, đồ chai có luôn. Ừ, Tam vậy có gì lại nếu Tam rảnh Tam lên thì Tam ăn tí đồ chai, tại vì Tam cũng không ăn mặn được. Hiện tại là trên Los Santos này đâu ra khoảng tới là 4-5 quán ăn lận. Nếu mà bán đồ ăn thì bây giờ nó có khả thi không, khi mà ở cà phê mèo cũng có đồ ăn rồi tạp hóa cũng bán bánh hamburger. Đúng rồi, bây giờ tại vì nói thật ra nha, bây giờ cà phê mèo á, mình mà gọi là, tại vì nó là một cái thương hiệu lớn cho thành phố rồi, bây giờ mà mình đi sao lâu đời rồi, bây giờ mình đi sao mình phải có cái gì đó gọi là cạnh tranh. Điểm yếu của tụi nó là không bán đêm. Không bán đêm à. Không có, tụi nó đóng cửa liên tục. Đúng rồi, nó đóng cửa nhưng mà nhân viên của nó đem ra ngoài đi bán giao tận nơi. Nhưng mà từ từ nhưng mà có người không mà bán. Hay là mình tao nghĩ là mình bán bình thường á mà mình không có gọi là lợi thế cạnh tranh thì mình sẽ không ok. Bây giờ để tao từ từ, để tao niệm Phật, cái tao xin Phật thứ lỗi cho tao một cái này, cái Nam Mô Di Đà Phật. Thứ lỗi cho con cái này để con gọi là nói ra xong một cái là con sẽ quay về là Đức Phật. Đó thì bây giờ tao nghĩ là tụi mày nên bán dâm trong gọi là quán cần đó, quán ăn của mình nó sẽ hợp lý. Chứ bây giờ tụi mày không có lợi thế cạnh tranh ở trong đó thì bây giờ không có cái gì mà gọi là có thể vô được hết. Bây giờ hết doanh nghiệp rồi anh Tôn ơi. Còn không thì mình ôm cái doanh nghiệp rồi ôm cái doanh nghiệp cầm đồ cũng được, nhưng mà thì mình chờ vậy. Ý là cái doanh nghiệp cầm đồ Tommy nghĩ là sau này nó có cái phát triển gì không Tommy, hay là nó cứ chỉ cầm những cái đồ đó thôi? Cái tiệm hoàng đồ đó. Thì bây giờ anh phải đi ra ngoài đường anh cầm những cái khác nữa, chứ không phải cầm những cái thứ. Ừ thì anh đang cầm những cái khác nữa, nhưng mà cái vấn đề ở đây là những cái doanh nghiệp khác được cấp vốn, còn doanh nghiệp rồi. Này rồi cấp vốn rồi. Tiền túi bỏ bữa anh cũng bỏ vô đâu 200+, xong rồi có người rút ra mua xe. Thì chịu khó anh, em cũng tự bỏ vốn ra mà. Cái còn của bên em nó nhẹ, phía, hiểu không? Bên phía BDM là được cấp vốn nhưng mà đâu có được rút tiền đâu, lương là lương, tụi nó ăn lương theo quản lý mà, ăn đâu. Lương theo nhân viên mà. Nhưng mà tụi nó được quyền cắn tiền xe lên. Thì cái đó thì một mét thôi. Mà bên này bán món mấy chục thì bây giờ có một mét đi chăng nữa, lấy 50% đi chăng nữa vẫn là hai dối. Phải làm, bây giờ phải nghĩ cái gì đó làm thôi, chứ trong chờ là lông cặt nó cũng khó à. Đó là lăn cọc chứ nhầm. Dạ em giới giờ em giới thiệu cho mọi người đó, thì bây giờ hiện tại còn 3-4 cái doanh nghiệp đồ ăn là một. Nghe bảo bên thằng ổi nè, xong cái xưởng đậu xe là bên thằng ổi làm một doanh nghiệp bán đồ ăn nữa đó. Tại sao mày cho nó làm? Ừ, cạnh tranh đi, cho nó làm. Ủa, thằng ổi nó là cái gì? Ủa, thời anh em mình còn gọi là tung hoành ở đây, nói chỉ là hàng cỏ rác thôi. Burger Shot thì còn một cái nhà hàng Ý pizza nữa. Còn không thì thôi, một cái bàn nhà hàng honey ở Middle Park, cây xăng Middle Park. Còn lại 3-4 cái doanh nghiệp đồ ăn lợn. Đúng không? Đủ quá, hồi xưa đập nó đòi lòi lồn luôn. Hồi xưa đập nó lòi lồn thì mẹ bắt nó quỳ thì mà tùm lum hết trơn. Quán ba. Đúng rồi, thành phố mà phát triển thì cũng phải có chỗ xả tiền chứ.
bây giờ cái doanh nghiệp á, thì tụi mày tao nghĩ tụi mày đừng có bận tâm tới nhiều. Bây giờ sống ở trên Rồi. Los Santos này á, cái doanh nghiệp nó chỉ gọi là giúp cho tụi mày kiếm tiền đang qua ngày thôi, tụi mày phải làm bẩn nhiều vô thì mới được. Phải làm cái Thì tính khác ra bây giờ chứ. không ở trong công ty là không có ai làm sạch luôn bạn, ai cũng đi tù rồi, có anh Thập đi tù nhiều Ý là nhất luôn này. mọi Đúng người có rồi, trồng cây hay gì không? có Thì đó, phát triển nó mạnh lên là có tiền mà, chứ tiền doanh nghiệp thật sự là đủ ăn thôi, không có lời nhiều đâu. là bởi Ngay cả nhiều vô em cho anh cái mà gì tiền trong đó bây giờ cả. dư nhiều em cũng đâu có dám lấy đâu, tiền đó là của anh Lăng hết mà, Anh Tam xưa của nữa anh Lăng rồi. hết. Người anh Lăng tính ra anh Lăng người Thì à, em để mà hình đó như nhìn là cho đẹp được anh hơn. lương quản lý đúng không? Hôm Thì bữa tất mình nhiên nói anh là được anh lương quản lý đúng không? thì em ăn ly Đa ăn phần lương quản doanh lý. nghiệp là đều từ anh Lăng cọc mà. Anh Thập ơi, vậy thì bây giờ mình cũng ăn lương quản lý anh Thập ơi. Mẹ bây giờ ngoan doanh nghiệp Đúng lỡ đi mà. chăng nữa Rồi nên đây gửi mình để có giấy tờ làm thì cho mình người ăn lương khác. quản lý cũng được anh Thập. Bỏ lương hả? Có lương anh. Tao mình nói là có lương mà. À bạn ta. Tôi nghe bạn. Bạn ta em biết tin gì chưa? Cái anh bạn thân của bạn ta em hôm bữa nhậu say rồi đi ba đi bụng giờ con ta có bầu được kìa. Ai? Thằng nào? Cái anh đúc đó. À, tôi mới gặp nó rồi, tôi mới gặp nó nói chuyện rồi. Tôi cũng mới nghe trên bệnh viện con em gái làm trên đó báo là con nhỏ kia có bầu rồi. Chết mẹ chưa? Biết mẹ mày. Có rồi. Trời ơi, là chờ vậy mà nó nói tôi là nó chỉ gọi là nhìn thôi đó. Nhìn Nó nói thôi, là cái con đứa nào còn tấm nhỏ hình, đứa nào còn tấm hình gửi qua cho anh nó coi. nói là cái con nhỏ đó là chủ động qua qua Đừng nó. có up lên nha. Chủ động gọi là đứng trước mặt nó là xong uốn éo thôi, nó nhìn thôi Ủa chứ ơi, nó không có ủa. sờ múi gì hết. Sờ mũi vội, sờ nhiều. Úp con mẹ vào mặt, úp mặt vào hai trái đào con ta luôn. Trời ơi đủ má rồi xong nhìn mà có Hôm bầu qua được bạn rồi. biết đó hả, tôi phải huy động mấy anh em đây đi kiếm người yêu của ảnh. Người Trên yêu khắp ảnh thành biết phố tin xong luôn. người yêu ảnh giận dỗi bỏ đi đi thác loạn với mấy thằng đó Trời, luôn. trời ơi, ông đấy ăn cả cao bàn nem, ông ăn cả đúng bàn rồi đúng lem rồi rồi. không cái đấy là ăn tới cơm thêm luôn rồi đấy. Trời ơi Tính thì ra là chắc anh Will là anh cũng ăn có một người thôi, chị gái kia ăn 5 người luôn. đi chi sơ đúng luôn à, ghê vậy. Rồi đúng rồi ớ chắc phai là ông sơm luôn à, này ghê quá vậy. ác quỷ luôn bạn Thôi mà chuyện của người ta đủ á, bạn không nhiều chuyện, bạn lo chuyện của mình đi, đủ mà tự nhiên cái gì chuyện của đó. người ta đây đủ đéo của người người ta, ta chọn của người ta người mà. ta nhờ nhờ giúp mà, người ta nhờ tâm Đúng hồn rồi. kiếm mà. À Trời vậy hả? ơi Thì bây giờ bạn biết là Ồ. công ty giờ bạn đi rồi thì tôi phải giúp Tôi động mấy sếp vốn. đó, tôi kiếm mối quan hệ chứ. Là Đúng cái rồi. job đó là mình chia ra mình tìm người ngay chứ. Bây giờ bạn đi rồi, bây giờ bạn thấy công ty cù bơ cù bất, giờ tôi phải lo cho mấy đứa em, tôi phải đi, nói chung là bợ được gì bợ, rồi sau này người ta có bắt mình thì người ta cũng giảm tội chứ. Nè bây giờ nè bây giờ nè bây giờ nè trước khi tôi đi, bây giờ mấy bạn chốt lại đi là mấy bạn muốn làm cái gì, đổ xe đúng không, mà mấy bạn nói là ngỏi này nọ các thứ là nó đang thì bọn nó đang dành cái gọi là cái món đổ xe của mấy bạn đúng không, Có độ xe thằng đổ ổn nó đang xe có làm người đổ burger á, mà đồ ăn nó đồ đang ăn làm burger shop, nó là à, bán đồ ăn. là mấy bạn à, quên 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 mấy bạn kêu mấy bạn làm đồ ăn mà thằng nổi nó đang thì muốn dành với mấy bạn đúng không. Bây giờ trước khi đi nè, tôi thì bạn mày bạn dẫn tôi qua tôi nói chuyện á, để bạn mày tôi xử nó luôn một thể luôn đi, rồi tôi đi về quê cho nó, rồi coi như là Rồi, cái này hôm là nay tình bạn tình muốn tình tình bạn nghĩa muốn cuối cùng của xài anh em mình khi mà gọi là trước khi tôi gọi là xuống tắt rồi. bạn xẻ vai chưa? Bây giờ bạn xin Phật đi. Cái này là Rồi. tôi chưa xuống tóc mà, nói chung là tôi chưa xuống tóc, đầu Rồi, tóc bây giờ tôi anh vẫn em còn mình đây qua làm cái với nó đi. Bây mà. giờ về chung cư, bây giờ bạn muốn xài mã tấu hay là xài gậy hay là xài dao? Bạn để tôi gọi nó nói Thì chuyện qua nói đàng chuyện hoàng đồ chứ gì tự nhiên qua chưa mình nghĩ làm cho với mình đòi bạn nằm người ta rồi. thôi. Nhưng mà cũng phải có phòng thân nha, dạo này thấy nghe bảo tụi đó nó hơi lão á. Bây giờ súng siếc này nọ là bạn muốn Cũng thử có súng nhưng không? mà tôi hình à như là đúng tôi rồi không có số điện thoại của thằng ngỏi. Tôm hùm không biết, tôm hùm có biết không, lúc chiều nay là anh Đấy nói tôi thêm gửi là cho bạn này.
tụi đầu xanh ấy là nó sang tận bên hẻm cụt nó chơi luôn á. Chơi vậy? Đúng rồi, nó chơi ba nát luôn mà. Đủ mấy tụi này nó giờ nó manh động quá vậy luôn hả? Giờ tụi nó đông, tụi nó hung hãn lắm bạn. Nhưng mà có chính xác là bạn muốn làm cái đó không? Để mình xử lý nó luôn. Chờ Hiệp Đen về anh sẽ biết mà. Mình làm cái đổ xe cũng được anh Tom. Đổ xe khó xin lắm em. Đổ xe nghe bảo bên Hàn Quốc lấy rồi. Đấy là đổ xe là không có ai được, không có ai làm chủ được đâu. Đổ xe là cũng chỉ là ăn lương quản lý với lại làm nhân viên thôi. Tôi nghe bạn Tam ơi. Bạn đang đâu á? Bán xăng. À, tôi đang đi làm. Đang đi làm với anh em nè, sao bạn? Bạn qua hút bên tôi nói chuyện xíu được không? Nói chuyện vụ gì vậy bạn? Có một chuyện cần nói chuyện với bạn gốc á. Giờ này khó nghe, nói chuyện kiểu giờ này khó nghe bạn. Rồi, để chờ tôi xíu. Để bây giờ bạn qua đi. Vậy thôi, giờ bạn đang ở đâu, tôi chạy qua luôn. Rồi, ok. Ai mở đài vậy? Trả lời liền, tôi liên lạc là có đi được hay không? Đang đi săn, để tôi đưa địa điểm cho bạn. Bây giờ đi săn cái gì đó, giờ này đi săn là sao? Đi săn kiếm tiền bạn ơi. Rồi. Bạn gửi cho tôi nha. Rồi. Nó kêu nó đi săn cái quần què gì đó. Nó đi săn tụi tím á. Đi săn tụi nào? Săn người rồi. Tụi Ballet đó. Chiều nay tôi với Tommy đứng chung cư nè, tụi nó va nhau nè. Ghê vậy. 434 địa chỉ. Trời ơi, vậy mà nó kêu nó thầu doanh nghiệp burger, nó mượn anh 200 ngàn nữa chứ. Anh lấy nó ngày ngày 5% tiền. Bạn tâm hồn cho tôi cái thuốc giảm đau ơi. Cho tôi giảm đau không có mang nhưng mà có bằng đếp. Kêu đi nói chuyện là sao? Cần thuốc giảm đau là gì ạ? Đấy, có gì cần thì sử dụng anh đọc. Sợ lắm mềm mì. Chắc cho anh cái ghế nữa, cho anh cái ghế nữa. Nhưng mà là giờ hình như nó bận rồi. Chắc là chỉ qua nói chuyện với nó thôi. Đó, để từ tao gọi nó thêm cái nữa coi. Thằng lồn. Ai có băng gẹt thêm đưa cho bạn ta. Bạn ơi. Rồi, chỗ đi kiểu bạn đúng không? Rồi, lên đây. Rồi, đứng đợi tôi đi nha. Đang bị mất lật cái xe rồi. 5 phút tôi. Tôi vừa mới lâu lắm rồi mới thấy một xuân nè. Tưởng nó đi du lịch với bạn Tam không chứ. Nhắc hát mới chịu băng bó, hư quá trời. Ôi điện mẹ mày xa bãi lồn nhờ, nó tuốt con mẹ nó trên chỗ săn thú á. Cái chỗ cái đầu con nai á phía trên đó anh em nhờ. Trời đủ mán đi săn thật hả? Ủa đi săn thiệt hả? Nó đi săn thật mới ở trên đó chứ. Mẹ hay là đang có cần chim ỉa trẻn. À hay là tụi nó đang trồng cần ở trên đấy nhờ. Đây. Trồng thì nó đưa địa điểm chi anh. Đấy, anh em mình đi. Lên đó đi, gặp nó đi. Bạn muốn về lấy súng không? Bạn muốn chơi súng không? Có súng à? Ừ, thì giờ người ta có gì mình có đó. Một cái súng bình định thôi. Đó, bây giờ mình đi nói chuyện với nó thôi mà, cầm súng chi. Rồi cầm dao thôi hả? Cầm bạn muốn lấy mã tấu không? Làm nhẹ con dao này nó các thứ thôi. Nói chuyện mã tấu đi. Tấu đi. Cho tôi cái mã tấu hay là gì đi. Rồi, về chung cư nhá, hẹn ở chung cư đi. Đi rồi thẳng, về chung cư. Đi thẳng lên đó luôn đi, về chung cư chi nữa. Không lấy mã tấu hả? Ủa. Chứ bạn không có đây à? Ở đây cái mã tấu đeo cầm là nó đeo sau lưng à. Rồi, ok. Đi bạn chờ tôi về chung cư. Tưởng muốn bắn súng thì lấy súng. Con xe đằng trước nó mua 400 ngàn bạn. Súng gì? À, chiếc xe đó 400 ngàn á hả? À, bạn nhìn nó chạy càng nhanh, bạn có dí được đâu. Là sao nữa? Là sao? Đổ má luôn, xe 400 ngàn mà chạy kiểu này là chết con đĩ mẹ rồi. Con đĩ mẹ. Mà đúng chữ dí không nổi luôn á, đổ mới dí không nổi thiệt luôn bạn. Bạn tiêu dí tôi biết sao dí luôn á. Căng nhầm quá bạn. Mà mấy thằng này là để bạn thiệt luôn hả? Ờ thì nó xin vô công ty mà. Ờ đúng má, từ bữa đến giờ tụi nó hoạt động nhiều lắm á. Thì bữa giờ bạn đi rồi mấy đứa kia nó
kêu là công ty giờ không còn định hướng với nó nữa thì nó xin đi thì ok, đứa nào đi thì cho đi. Kiểu ngáo như là nó ngáo đó. Nhưng mà nói chung là chiêu chiêu là được, vui mà. Anh này tụi tím chuẩn bị đi lên đấy và với lại tụi thằng... Ủa? Về chung cư trước hả? Hay sao? Chung cư anh ơi. Cắt VPN hết mọi người. Cắt VPN hết đi. Rõ xuống đi vậy. Chờ tôi đi. Anh Thập lấy gì anh Thập? Anh Thập chơi gậy không? Thôi, có ra rồi, quen xảy ra. Có cần mặc vest lên không? Mặc vest không? Ơ! À, thằng Vũ à! Vũ! Mặc luôn. Mặc luôn rồi cho đồng bộ đi. Quá chơi lên luôn. Ủa sao Vũ, Vũ ơi? Mày vậy đúng không? Ủa sao mày trụ má, sao giờ mày màu tím rồi? Ok. Trời ơi, giờ bỏ đi lâu quá thì cũng phải kiếm đường mưu sinh chứ. Đồ má. Rồi tụi mày đi đi, để tao nói chuyện với anh em tao cái. Ủa, đang nói chuyện gấp rồi, tao quỷ rồi. Mày về cái đây. Dạ, đi. Rồi. Tao bạn, chỉ gì bạn? Tôi nói chuyện với đàn em tôi một cái. Là sao đấy vậy các bạn? Từ từ anh Mai. Cái gì vậy? Mắt trái của tôi bị kia đấm. Ơ, thiệt mẹ mày, thằng pho nữa hả? Tôi hơi khó chịu đó. Ơ, thiệt mẹ mày là sao pho? Ủa, anh Thập? Mọi người ai còn dư cái đàm không? Sao hai thằng này màu tím vậy anh Thập? Ừ, thì nó qua bên đó rồi bạn. Thằng Vũ với thằng Pho nó qua đây mà. Ê cha. Tông Hồng còn như đâu không? Tông Hồng ơi. Làm nô lệ qua bên đây nó xuống dưới. Ôi, nô lệ cái gì vậy? Từ đó tới giờ ở đây anh em của tao gọi là tập. Bỏ đi thôi chứ bây giờ không có bị sao thì em mình nó bỏ đi thôi. Mà lúc mà nó qua đây đó, nó như chó gắt luôn. Hỏi bạn, hỏi thằng Pho đi, nó không có mình chơi nó một cái quay nó sung sướng chưa? Bạn giờ là ơi quen. Nó sung sướng tới mức mà nó vừa xin tôi 2000 tiền ăn. Nó sướng quá ha, nó sướng quá ha. Thầy gấu cứ thấy anh em mà làm đồ má giỡn anh hả Pho? Bây giờ nè, hai thằng mày nói, hai thằng mày nói tao nghe, đồ má mày có thật sự là giống như thằng là thằng này bình thằng này nói không? Hai thằng mày nói tao nghe. Thằng nào chỉ thằng nào? Cái thằng này đây nè. Nói cái gì? Nó ai đen? Cái gì vậy? Là sao nữa rồi bạn? Ơi, đủ má, tụi mày muốn gì vậy? Muốn gì? Mày nào, mày. Tao nói chuyện với lại hai thằng em tao. Bạn Hiệp ơi. Nghe nào, anh bình tĩnh. Nói chung là có gì để mặt nha, tôi cũng giúp đỡ bạn nhiều rồi, có gì từ từ nói. Cái này hiểu, mày nào bơi, nhưng mà mày tự nhiên cái bạn này kêu tôi đen đen là sao, tôi cũng thì có mày, mày trắng quá, tôi kêu mày đen thì mày đen thì đúng rồi. Ừ, đừng có nói màu da. Tôi đưa cho bạn Tam nè, bạn Tam cầm rồi. Nhưng mà cái vấn đề là giờ tao đang nói chuyện với lại hai thằng em tao, là thằng Pho với lại thằng Vũ. Đó, thì tao... Thằng em bây giờ nè, bây giờ hai đứa nè, bây giờ em có hai đứa, tự nói đi. Thì nói chung anh Tam đi lâu quá thì trước khi đi em nói với anh Thập với tập hợp tiếng rồi, mong là truyền lại lại cho anh Tam. Nhưng mà bây giờ mày tụi mày đi, tụi mày nè đi như gia đình mà cũng có đòi rách gì đâu mà mày qua đó mà mày nói. Đúng rồi, bây giờ mày đi mày gieo tiếng xấu là mày nói độ má ở bên đây không lo lắng cho tụi mày. Tụi mày như con chó rách. Đó thì ta chỉ xác nhận là tụi mày có nói như vậy không thôi. Em làm giàu đó giờ rồi, em không gặp vấn đề về tiền bạc, chỉ có ông Pho thôi. Pho thì nó đón. Sao đó bạn? Sao Pho? Dạ em đâu nói gì đâu à. Ủa mẹ ở đây là lo lắng cho mày. Mày đổ mày tìm ra được cái gì cũng thưởng cho mày. Vừa tính thưởng cho mày chiếc xe Vespa. Mày thấy điệp mà mày có tốt cho mày không? Công ty mày. Chiếc xe Vespa đâu thấy xe nào. Ủa là ke chưa đưa cho nó chiếc xe Vespa à? Đặt là chưa có vậy. Đặt hàng mà chưa có. Trước cái hôm em đi á, trước cái hôm em nói với anh là em đi á, anh còn kêu là để qua tuần anh mua cho em chiếc Bati đúng chưa? Ý là ở bên này đâu đối xử em tệ đâu. Mà bây giờ mày đi dạ, mày nói độ em. Mà mày đi qua bên mà tím xong mày nói độ qua anh em coi vậy. Cái bây giờ Hiệp Đen nói là bị bỏ đói đồ bóc lột sức lao động rồi, khó. Cũng khó. Thì qua đây nó cũng kêu là qua bên đó làm nhương chó gách mà hở không còn đồng nào. Nó qua đây nó còn kêu anh ơi cho em xin 350 để em thay bộ đồ mà đúng không Pho? Đúng không em? Có nhiều nói gì hết nó hết đi em.
Rồi bạn kêu là nó qua bên đó nó sướng dữ chưa, nó vừa xin tôi 2.000 lúc tối để nó ăn. Bây giờ tao thì do nó tự đi phá, bạn bạn Tôm ơi, không. Nó tự đi phá. Bây giờ mà... tao không cần biết là đổ phá bạn như thế nào, nhưng mà đổ phá đi thì tụi bay cứ đi. Nhưng mà tụi bay là nói gọi là quay trở lại, tụi bay nói vậy là tụi bay không nghe, được. Nghe. Cũng rồi, khó rồi. Tôm ơi. Em không có nói anh Tam đâu ạ. Rồi, Phò không đưa, nói đưa, được đưa tôi. Cho tôi Phò thì anh không biết nha. Lúc thằng Vũ đi thì anh cũng có nói là thôi không sao, qua bên đó cũng được. Rồi anh em mình có khó khăn gì còn giúp đỡ nhau. Bây giờ đó, chính bên Hiệp Đen nói. Bây giờ, ai da. Em không có nói nha anh Thập ơi. Nào ra đó. Thiệt thôi. Mày, tao có thể chắc là cắt ngón tay thôi. Bây giờ hai thằng mày khó. Mày bây giờ nè. Mày làm như vậy á, thì thật sự rất chi là bất mặt anh luôn á Phò. Bây giờ một là muốn gì mình né chỗ này chung cư ra mấy bạn ơi. Chơi chung cư mà làm ăn chỗ này kiểu cũng khó. Thì bây giờ là mày xác nhận bây giờ xác nhận với anh là mày có nói hay không? Mày có. Dạ em không có nói, em chỉ xin tiền anh Hiệp thôi anh ta mà. Rồi. Không mày ha. Nếu vậy thì tại sao thì mày lại nói vậy? Hàng này nó hai mặt quá ta. Hai thằng này nó hai mặt à. Kiểu lúc qua đây thì thằng thì sỉ, còn thằng thì kêu rách. Còn giờ đứng trước mặt mình ta, mình đập đây thì lại nó khác. Khó quá ta. Thì đó, tôi, cái gì mình cũng làm đang suy mình nghĩ nhận, cái gì mình làm mình nhận. Ờ, kiểu mình cũng đang bên đây hợp cũng đang suy nghĩ thôi. Lại bài hai này đó. Hợp lý rồi Phan, nói đi Phan. Thì mình cứ không hợp nhau rồi đại ca Hiệp ơi. Ừ, không hợp thì mình về nhà. Thì bây giờ nè, giờ nói cái câu chuyện này đơn giản thôi. Một là Phan sai, hai là Hiệp sai, thế thôi. Đại ca vậy tao để sai. Em sai anh ta mà, em sai đại ca, em không sai anh ta mà. Vậy thì bây giờ tao để con dao ở đây nè, mày tự để lại cái ngón tay đi. Tại vì mày sai quá sai rồi, không có một cái thằng nào mà gọi là sống trong giang hồ mà đi xong rồi lại quay trở lại nói xấu gọi là những anh em ở trong giang hồ. Đúng rồi, trong khi là Pho, em hoạt động mà là cái người hoạt động rất là năng nổ ở bên công ty mình, rồi là được thưởng cái gì nhỉ? Nhân viên xuất sắc của tháng. Nhân viên của tháng xong cái đồ mua xe cho. Đúng rồi. Xong mấy cái đó không nói. Bây giờ mày nhận, bây giờ mày nhận mày sai rồi thì rồi. Quay đi bỏ đi xong cái nói xấu cũng khó. Em sai em sẽ chịu anh ta mà. Vậy thôi, bây giờ anh Thập ơi. Anh Thập lấy ngón tay ở đây anh Thập. Chứ em thì em không thích đụng vô mấy gọi là câu chuyện này. Hãy cho nó dừng thuốc. Bây giờ thì biết rồi, bây giờ thì ba mặt một lời rồi. Bên bạn Hiệp Đen cũng nói vậy là biết rồi. Thôi chắc là xong rồi, vậy thôi, vậy cho nó đi. Nếu như mà gọi là anh em ở đây gọi là không muốn xử lý nó thì thôi cho nó đi. Không, giờ tôi, giờ đây nè, ở hai bên nè, bây giờ mày tự đứng đây mày tự mày chọn đi. Qua bên nào thì mày tự nói. Giải quyết gọi là em đạt. Không. Bạn Hiệp ơi, thôi nó giờ nó gia đình của bạn mà. Bạn Kim An ở bạn Kim An nó dùng đó. Không, tại vì tao nói cho mày nghe nè Hiệp. Tao thì người đi á thì tao không giữ, nhưng mà cái vấn đề nó đi á và nó quay lại nó nói xấu những người anh em trong đây á là nó sai đó, cho nên là tao xử lý cái thằng đó thôi. Còn việc nó đi hay mày hay không á là cái câu chuyện nói với là mày trong gọi là tương lai. Còn bây giờ là tao xác nhận là nó sai với tao vậy thôi, và bây giờ anh em tao là nhất là anh Thập không muốn xử nó thì thôi, coi như là câu chuyện rồi bỏ qua. Rồi, vậy thôi gọi là coi như gọi là mình cúi đầu mình chào anh em cái mình đi thôi Phoi. Dạ, chào. Còn cái câu chuyện còn cái câu chuyện của anh Jun gì đó thiếu tao 700.000 thì chưa thấy được. Ôi ơi. Anh Jun. Rồi thì bây giờ Tam thì cũng khó tìm quá, đúng chưa Tam? Dạ đúng rồi anh Jun ơi, tại vì có còn mấy thằng em đây mà. Mấy em của em thì anh không tin tưởng được ta mà. À vậy à. Ủa sao lần trước anh Dung đưa tiền em mà anh Dung nói không tin tưởng, khó dữ chạy. Vậy à, giờ anh Dung có đưa luôn không? Cũng khó khăn đó. Cái gì? Anh Dung có đưa là vậy, bây giờ anh Dung có đưa luôn không? Giọng em mà anh Dung có đưa luôn không? Đưa thì bây giờ thì anh không có cầm theo tiền mặt ta mà. À vậy hả? Tiền ngân hàng à, vậy anh chuyển khoản cho em cũng được. Thì Tam cứ đưa cái số tài khoản đi, rồi chừng nào anh Vun quẩn anh Vun đi ra ngân hàng anh Vun chuyển cho. Dạ ok anh Vun. Ừ. Vậy để anh nhắn cho anh Vun ha. Số tài khoản qua cho anh. Dạ. Ừ. Anh Vun thì ở đây em biết rồi, anh Vun uy tín nhất ở đây rồi.
em cũng đâu có ngại cái gì mà là không, nhiều khi Tam hình như là có vẻ là Tam biết sai rồi. Ủa vậy hả? Ủa thật kỳ vậy anh vui. Sao ra đứng nói chuyện luôn cho đi vũ ơi, cho xong cái đi vũ. Đó em gửi anh vui rồi đó. Anh không biết là ta biết đúng không nhưng mà anh vui nghĩ là nó sai rồi đó. Rồi rồi thì cũng phải vũ miếng chứ. Chọn thì vũ nói luôn đi. Cái này có bên mấy anh em bên bên đó luôn kìa. Ủa vũ nó xin qua bên đấy rồi mà sao chọn theo ai gì đâu. Vũ thì bình thường. Xong rồi đúng không? Vũ thì bình thường. Em chào anh Tam, Tam coi như em chào cái nha. Em lạy thiên bái địa, em chào anh Tam, em đi nha anh Tam. Rồi. Cảm ơn anh Tam thời gian qua chăm sóc tốt cho em nha anh Tam. Ok bạn. Rồi cứ đi thoải mái đi. Nhưng mà trước khi mà gọi là tôi xuất giá quy y, nói chung là tôi cũng nhớ mặt cái thằng mấy anh em mà gọi là ở đây. Nãy mà có thằng bắn súng gì đó, cái súng gì đó thì mẹ bây giờ cái đầu tôi nó hơi chóng chóng á. Tam cũng thông cảm, nói chung anh em bên đây nó bị chọt. Nó bị chọt. Không được bình tĩnh cho lắm, Tam thông cảm dùm cho mấy anh em nó chứ không gì. Tại vì anh xúc phạm tới màu da của đại ca tôi nên tôi mới làm vậy. Thì Tam nói vậy thì cũng khó cho mấy anh em quá, không lẽ giờ nó đứng đây mà nó nhìn đại ca nó bị kêu là đen này đen kia đúng không Tam? Thì tôi thấy nó cũng hợp lý, thì tôi chỉ nhớ mặt nó thôi. Thì mốt mình hạn chế mình kêu đen đen lại bạn Tam ơi. Thì bây giờ thì bạn đen tôi nói bạn trắng thì tôi mới gọi là xúc phạm bạn đó chứ, chứ bạn đen thì tôi nói bạn đen thì bình thường. Không được, không được, đen thì mình nó kêu mình có tên mà tự nhiên kêu người ta thằng da, thằng da đen vậy sao được. Không, tôi không kêu, tôi kêu thằng da đen, tôi không kêu thằng da đen nha. Thà gọi hẳn là thằng Hiệp đen chứ đừng kêu là thằng da đen. Ừ, thà bạn nói vậy ngay từ đầu. Trời ơi, bạn chưa gì hết, bạn kêu thằng da đen này, da đen nọ cũng hơi khó nói chuyện. Tôi với bạn đâu cần thiết phải nói chuyện nhau đâu, khó là dễ. Chưa gì đã động chân là sai rồi. Giờ ra đường kêu vậy thì phải động ra động chân chứ làm sao giờ. Nít ga thì nhận nít ga đi, còn bị đặt nữa. Đúng rồi. Nói vậy rồi, nít gơ gì, nít gơ là sao sốt. Rồi, cầm gạch rồi. Đồ... Ê, không có chửi bạn ơi. Ủa, nghe đâu, nó đâu phải là người bên bạn đâu. Thằng kia nói vậy, thằng kia nói vậy. Nó là gọi là thằng em cũ của tôi bạn ơi. Lột xúc gì đó, nãy bên đây gọi là lột xúc, nó chạy xe, nó chạy chiếc F8 á. Xúc. Nó bên người ba gót đó, dạ. Nó bên ba gót đó bạn. Bây giờ anh em tôi gọi là thì cũng tẩu tán đi hết rồi. Rồi. Bạn thích gì bạn qua mà kiếm nó, ok chưa? Thì đúng rồi, thì bây giờ tôi chỉ kiếm cái bên đó thôi chứ đâu có dám, đâu có được bên anh được đâu. Cái này tôi nói thẳng ra nè. Tôi bây giờ cũng không bằng đảng gì hết trơn á, anh em tôi gọi là ai muốn đi đâu đi. Nhưng mà bạn thích á, tôi với bạn cặp tập 1-1 tay đôi cũng được. Không có vấn đề, hiểu không? Trời ơi, trời. Tôi đây tôi lăn lộn giang hồ, tôi cũng đéo sợ thằng lộn nào. Ghê vậy. Đấy, đại ca ơi, không đáng đại ca ơi. Kiểu mình kiểu bên đó cũng lập chụp đúng không? Thì tam quỷ bên này cái cán cân nó lợi đại ca, cái cán cân mình nó lợi đại ca, lợi đó lợi. Bây giờ mà đang nói chuyện trong cái mấy thằng đàn em nhảy vào thì lợi hay không á, lợi hay không á thì hồi xưa á bạn cũng nằm dưới gót chân tôi một lần rồi. Tôi nói vậy cho bạn nhớ, bạn hiểu không? Mình đã từng nằm xuống gót chân tôi một lần rồi. Đang chọc cười hả bạn Tam ơi? Bạn đang chọc cười hả bạn Tam? Chọc cười cái gì? Thì tôi nói sự thật thôi. Vũ ơi! Hồi xưa Vũ có đái vô bờm Hiệp mà đúng không? Không. Có Hiệp vô gốc cây, Vũ có đái. Vũ là người đái nhiều nhất luôn, Vũ đái nhiều lắm. Không. Phò ơi, nhiều. Em cũng có ỉa mà đúng không Phò? Đâu có anh Tam ơi, đâu có. Ông Phò không, nhưng mà Vũ có nha, Vũ có đại nhiều. Cái nhất đó, thằng Huy Biển á, bây giờ thằng đó nó trốn đâu rồi, bữa giờ tôi kiếm nó mà không thấy đó. À, thằng Huy Biển á, hình như là... À, nó chuẩn bị nó vô làm BD bạn, lên đồn kiếm nó. À, vậy trước khi vô làm BD thì chắc là tụi tôi làm nó một cái trước khi cho nó vô BD. Nó chuẩn bị vô làm BD rồi bạn lên đồn kiếm nó đi. Không, nhưng mà cái này mà mày lần đầu tiên tao mới thấy luôn. Thu nhận những cái thằng mà từng đái vô bờ mình mà mày giỏi thật, đúng Hiệp đen, chỉ có thể là Hiệp đen. Nói vậy cảm ơn vì đã đến rồi. Thì tôi nói sự thật thôi. Bạn sao? Nhiều khi bạn nói câu nữa là nhiều khi là máu đổ dưới đây luôn á. Thì bây giờ tôi nói sự thật thôi. Thì bây giờ thằng Vũ nó từng đái vô mặt mỏ bạn, tôi còn có gọi là quay clip lại mà. Bạn cần không tôi gửi cho cả thành phố coi. Cái này chắc cũng chuyện nó đã qua rồi thôi. Mình hướng tới cái tương lai chứ mình nhắc lại một tí. Nhắc lại một tí nữa, nhiều khi là máu đổ đây đó nha, nói trước câu gì đó.
lâu lâu sợ tặng quên tôi nhắc lại cho nó nhớ. Nhìn đường câu đầu thôi chứ câu sau nhiều khi không nhìn nổi đó nha. Không nhìn nổi thì sao vậy? Thì tới đó mình tính tiếp. Mặt đáy các bạn. Rồi rồi. Rồi. Ủa gì vậy? Em đề bá cho đây thôi. Nghe bạn nói tôi bất hiểu à. Rồi 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 bên kia coi đạp hay là đạp kìa ta. Rồi đạp rồi, coi đạp rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Lấy mày lấy hàng ra đi mẹ mày quay chơi nó chết mẹ nó đi mày. Mẹ mày không có giá win cái cút rồi anh em ơi. Không có giá win cái cút rồi. Không có giá win cái cút mẹ nó rồi. À giá cũng vậy hả? Đúng rồi, tiếp còn mấy thằng thôi à. Còn 2-3 thằng. Ủa anh chưa chuyển sinh thành PD hả? Anh chưa. Lầu 7 đổ má đề ba tôi mọi người ạ. Thằng lầu 7 shipper đề ba tôi cái con đỉ mẹ nhà đó nữa chứ. Thôi là tôi chạy kịp. Quay rồi, lấy quay rồi. Lấy. Ây da, ây da, dồ, máy nó đạp ra cái khúc luôn rồi. Ao meta mà đi kiếm chuyện chơi. Anh trai nó cười chứ gì. Kiểu nó đẹp lại mà dẫn dắt câu chuyện thôi. Nó đi vô được khúc này thì vô thôi anh em. Nó vô tới đâu thì mình dứt thôi. Anh nó khờ chứ. Khác tới, giật khác tới. Chết mẹ chưa đi tới rồi. Rồi. Mày đi tới rồi. Cút rồi. Kiểu này là đái rồi. Vô người. Chạy, 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 chạy. Chạy. Chạy đủ má. Mọi người đứng yên, mọi người đứng yên. Đi phải mày, ủa đi phải mày tính ra bên nó nằm nhiều quá vậy. Bên nó ai quýnh mà nằm nhiều dữ ta. Bên kia thì phải bên ba lát nằm nhiều vãi cứt ta luôn á. Không, tôi chơi hero mà anh em, tôi chơi hero được mà. Đâu đâu tôi về, đâu tôi về đây tôi quậy cũng được mà. Tôi cố tình tôi dẫn dắt câu chuyện. Anh vào PD điều tra vụ án của TK anh là hợp lý luôn thôi. Tại vì lâu lâu kiểu được mà đi ra ngoài đây chơi với lại anh em vui. Nãy có anh Tàng đứng đó không? Nãy có anh Tàng. Để tôi kẹo một tay. Được bạn ơi, tính ra thì có mấy thằng em tôi đủ có mấy thằng đó chứ. Mới nãy được hình như là có 7, 6, 7 thằng gì thôi á. Được bạn ơi, đúng được bạn là cũng ta làm bình đó chứ. Chính đàn à, chính đàn hả? Tại bên tôi từ đó tới giờ tôi nói thiệt với anh em luôn đủ á, từ cái lúc mà gọi là bắt đầu quýnh nhau tới giờ quýnh chưa thua trận nào.
quýnh hai trận với lại đủ bên nửa đảo với lại đội bên tụi ba lát, nếu thua ai vô làm cái ọt ọt thì mày mình cút hết, chưa bao giờ được bài về quân số chết, quân số nằm xuống chưa bao giờ quá năm thằng, chưa bao giờ quá năm thằng. Thua đâu, cái này điệp bàn tụi nó chủ động giao tranh mà, tụi nó chủ động vô quýnh mà chứ đâu có hẹn nhau ra quýnh đâu. À thua đi đi, ừ đi đi thì thua. Hiệp đen cũng nằm à, mẹ mà tưởng cặp gì, mày đặt ơi cầm đầu ba lát đồ, nghe nó điệp mẹ mày nó hay dối, nằm điệp mẹ mày chọn chó liền thế kìa, tổ sư ơi. Chùm thế giới có anh chạy dẫn nào à, thì mà tôi quay lại chứ đáng là tôi chạy luôn được rồi. Thì mà tôi coi rồi tôi chạy nhanh mãi luôn, tôi chạy tuốt mày trong đây rồi, tôi quay lại tôi thấy lồn cho thì vai đang cầm súng đinh, tôi định quay lại tôi chém nó đụ má nó tỉa tôi mấy cái, xong đụ má vun đụ vun ca vô đụ má đẩy tôi cái nó cút mẹ luôn. Sếp này gâu ghê lực quá ha. Anh em thấy điệp BD trong thành phố mình giống như kiểu mà phim Hồng Kông đó anh em, là vụ án hay là gì nhân vật chính vô đánh đá. Thôi tôi cầm máu cho anh rồi nha. À, cảm ơn anh. Đấm đá cuốn nhéo rồi các thứ xong vô dọn dẹp hiện trường, BD vô cái dọn dẹp hiện trường xong kết thúc. Cú ly. Tao mà tao. Anh Thập à? Anh Thập nằm hả? Chưa, đang lỗi lắm, gặp 3-4 thằng anh lâu luôn. Anh Thập chạy đi kìa anh Thập. Mẹ luôn. Cái này mình phải nhăn cái em thấy thằng 7 super vô là em chạy lên. Tôi cầm máu rồi, anh ráng chịu đựng một xíu nha. Tôi anh Thập ơi, đại ca tan mình luôn rồi anh Thập. Anh là hồi người ta luôn. Hồi ta ở Little Seoul à. Hình như nó đang coi vậy, nó đứng kìa kìa. Bảy mà tới giờ ngủ là không muốn nói nhiều đâu mặt cười. Nó để ba luôn mà. Không sao, đại ca tan. Bình yên là em vui rồi anh Thập. Bác sĩ sao cứu rồi hả? Bác sĩ sao cứu mẹ này nhỉ? Đại ca tan. Nó đứng rồi đó đúng không? Đúng rồi, nó đứng rồi đó. Thằng lồn này đậu mẹ. Thành phố cái con cặn gì cũng có nói chứ mày. Anh tôm hùm còn đứng kìa thầy bơm. Anh lên báo Tam level chịu đựng 5 phát súng hạ gục một thành viên ba la. Trời ơi con anh nha. Điều mại nó bắn vô nhiều bãi lồn tụt pháo không thanh. Tụt đường huyết luôn á. Nó bắn đúng kiểu tụt đường huyết luôn á. Cứu rồi nha, đừng may là xe nha. Bên này xin nha.
chưa mang lên xe nó súng nó bắn chưa ngất à. Ừ đúng rồi, nó bắn lên một xíu, nó bắn cũng chiêu chiêu á, nó bắn chiêu chiêu một xíu á. Má mày buông cái tay đâu ra nghe thằng lộn thịt đen. Tôi kiểm tra anh. Sao anh này giấu trái ớt trong quần vậy? Hả? À, không phải trái ớt hả? Chết rồi. Tôi nhầm. Anh lộn rồi đó anh. Sao nó nhỏ với người ta? Thằng hôi gì đây anh lộn. Bị nó chém vô cái yến hậu. Đào. Yến hậu sao anh nói nhiều dữ vậy ta? Chọc mà ám dạy em rồi. Khỏe đỡ phần nào. Rồi. Sợ chết quá hả? Rồi các anh chơi mà áo đen có ba lô đen. Ủa, mày sao thấy người của mình lộn thịt đen không vậy? Nhưng mà nhìn sơ sơ cũng 1, 2, 3, 4, 5 thằng của mình thịt đen rồi. Thêm vui nữa là 7, 6 thằng rồi. Và hình như điều bạn lúc đó nó cứu thêm 1, 2 thằng nữa đó. Lên xe 1, 2 thằng nữa rồi chứ. Mở một cái phòng đỏ bên kia ra cho xe nó ra bớt đi. Ủa? Chết rồi, tôi chưa lấy rồi. Bên kia còn có 4 thằng hả? Dạ. Yeah. Tại mày bảy lồn vậy. Ủa? Gì vậy? Mẹ mày nổ. Ôi trời. Mẹ mày ám sát rồi. Ôi ông. Tử hình. Không sao đâu. Không sao đâu. Ngày anh Tam đi đâu thành viên không sao rồi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh trong tầm kiểm soát nha, trong tầm kiểm soát nha. Chưa lấy cái machete anh này. Ủa sao anh Thập đứng lên rồi? Lấy rồi mà tôi đang dán nó đó. Không anh này nè. Đó mọi người ơi. Thì chắc cũng hết tình huống rồi. Không anh nó đen. Bây giờ chỉ đợi đi tù thôi mọi người ơi. Giờ chắc tôi xin phép mọi người tôi nghỉ nha. Để tôi xuống dưới tiệm tôi ăn miếng cơm các. Giờ cũng không có nói nó nên gì nhiều. Hẹn mọi người ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ vô video mình làm. Để ra đây nha.